em có dặn là phải giữ mình á, không có được tiến tới trước hôn nhân. À bây giờ còn giữ không? Dạ còn. Đó, giữ cái chốt giữ cho nó. Phải giữ, phải giữ. Đúng rồi, đúng rồi, phải giữ. Ủng hộ em. Dạ, vậy là các bạn nó không muốn giữ, muốn giật. Dạ đúng rồi, bạn muốn đá thủng khung thành đó chị. Dạ. Cuối cùng bạn nó đá mà không vô, bạn thích bỏ đúng không? Bên này có ý đồ đá lủng khung thành không? Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Mời bạn nam. Chào chị Cát Tường, chào bạn nữ và chào tất cả mọi người. Gấu trung thành không? Không anh, hôm nay là ngày gì? Gấu chó hả? Gấu này là gấu yêu anh. Gấu yêu hả? Bạn tên là gì? Em tên là Lê Đình Ân, năm nay 35 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc gì em? Hiện tại em là nhân viên kinh doanh chị. Kinh doanh về mảng gì? Em cung cấp những cái thiết bị cho nhà hàng khách sạn, y thiết bị inox cho nhà hàng khách sạn. Mời bạn nữ bạn giới thiệu tên tuổi của mình. Dạ em tên Phạm Thị Yên, năm nay em 23 tuổi, hiện em đang làm giáo viên mầm non ở quận Tân Bình. Vậy là mấy cô giáo yêu trẻ lắm đúng không? 23 tuổi, đã có mối tình nào chưa? Dạ em có hai mối tình rồi chị. Mối tình gần đây nhất là chia tay hơn một năm. Điểm mạnh của mình là gì? Dạ em hát được, nấu ăn được. Vậy còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em là em nhiều ưu điểm quá, em không biết khuyết điểm của em chỗ nào nữa. Cái mối tình thứ hai này nó sâu đậm nhiều không? Không đậm quá mà cũng không ít quá. Nó hơi hơi, nó giữa giữa. Là do em với bạn đó không có được cùng quan điểm sống á. Em thì truyền thống mẹ em có dặn là phải giữ mình á, không có được tiến tới trước hôn nhân. À bây giờ còn giữ không? Dạ còn. Đó. Giữ. Cái chốt giữ chỗ đó. Phải giữ. Phải giữ. Đúng rồi. Đúng rồi, phải giữ. Ủng hộ em. Dạ. Vậy là các bạn nó không muốn giữ, muốn giật. Dạ đúng rồi, bạn muốn đá thủng khung thành đó chị. Dạ. Cuối cùng bạn nó đá hoài không vô, bạn thích bỏ đúng không? Bên này có ý đồ đá lủng khung thành không? Dạ không đâu anh, tại vì nếu mà em chơi thể thao thì trong bóng đá thì em cũng giữ khung thành. Em là thủ môn. Sống thử thì em không sống thử. Mà đá thủng khung thành ta thì đá hoài. Đâu có đâu chị. Trời cái đó em sống mà. Sống rất là lành mạnh. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua được 3 mối tình rồi. Mình có tìm hiểu được nguyên nhân tại sao chia tay? Tại do công việc của em làm thì em tiếp xúc rất nhiều khách hàng, trong đó khách hàng của em đa phần là nữ. Làm thì nhiều lúc em nói chuyện thì nó hơi ngọt, thì bạn nữ đó thì bạn hay ghen. Ghen tao yêu tao phải ghen chứ. Trời, cái đó là vì cuộc sống, vì công việc. Nhưng mà bạn có phải là mẫu người sống chung thủy không? Dạ đúng rồi, em rất là nghiêm túc trong tình yêu. Hả? Bạn nữ mình có hay lúc ghen? Em đi chơi hay dạ, là có. Em cũng... Nhưng mà tùy từng trường hợp ấy chị. Đáng ghen thì ghen, còn không đáng thì thôi mình bỏ qua. Dù anh ấy đồng nghiệp rồi chở bạn gái trong đồng nghiệp đi công việc ngoài đường là bạn bắt gặp rồi thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Dạ chở cũng được nhưng mà đừng ôm thôi. Ôm té là sao? Đợi đường Sài Gòn không đút té là té chứ ôm xe được rồi. Cần gì ôm người. Bạn cần một mẫu người đàn ông như thế nào? Cao trên 1m7, tính tình thì hài hước, chín chắn, công ăn việc làm ổn định, sắp thành đạt, sẽ thành đạt và đang thành đạt. Bạn nó sắp hay sẽ hay đang? Dạ đang chị. Dạ phải nhà ở Sài Gòn chị. Em ở ba mẹ ở Sài Gòn á. Có nghĩa là chị lấy nhau ở Sài Gòn chứ không đi đâu hết phải không? Dạ. Anh có mấy căn nhà rồi anh? Nhà thì có 1 căn thôi em. Anh sống với ba mẹ. Dạ. Tuổi tác về thấy đồng ý không? Anh lớn hơn mình con giáp, bạn thấy phù hợp không? Dạ lớn hơn một con giáp thì nó cũng chín chắn. Dạ cũng được. Cái điểm gì bạn không thích ở người đàn ông? Tính gia trưởng nè, tính đàn bà nè, keo kiệt nè. Tính đàn bà là tính sao? Tính đàn bà là chú bo, kẹt xỉn, nhiều chuyện, ngồi bê, ngồi lê đôi mắt vậy đó. Tò mò, vậy đó chị. Có không? Không, mấy cái đó em không có à. Có một trong những thứ đó không? Không. Sao chị? Cái khuyết điểm của em là gì? Em thì hơi nóng tính chút. Có đàn bà không? À, đàn bà thì không rồi. Có keo kiệt không? Dạ không. Có tò mò không? Dạ không. Có lục bóp phụ nữ không? Dạ không à. Em trong quan hệ tình yêu là em rất là cởi mở. Thí dụ như người mình yêu, mình cũng phải cho người đó một cái khoảng trống riêng tư. Để khi họ buồn những cái việc gì đó, họ về trong cái khoảng trống đó, có thể là họ đưa ra cái hướng giải quyết tốt nhất. Cái này được, cái này hay đó. Cần phải để phụ nữ có một khoảng trống để họ tự giải quyết như lúc buồn đúng không? Tôi rất có thiện cảm với bạn về cái kiểu cái cách nói chuyện, cái tư duy của bạn. Nhưng mà bây giờ bạn thích một người phụ nữ như thế nào? Có da có thịt một chút. Cao thì khoảng tầm khoảng chừng 1m55 tới 1m6.
biết chăm sóc cho bản thân một chút, nên nghĩ về chuyện gia đình một chút. Nói chung là ở nhà em thì có mẹ, thì mẹ là một người rất là kỹ tính trong gia đình. Về nhà là mẹ làm hết công việc, nhiều lúc phụ mà mẹ không cho phụ. Cái đó em nghĩ em rất là thương mẹ, thì em muốn kiếm một người giống mẹ. Nghĩa là sau này làm vợ sẽ là làm dâu đúng không? Dạ đúng. Cái điều quan trọng là bạn gái bên đó làm chung ngành với mẹ em. Cô giáo dạy trẻ? Dạ không, mẹ em là một người cấp dưỡng trong một trường mẫu giáo. Được rồi, một chút nữa tôi sẽ hỏi bạn gái bên đây cái chuyện làm dâu đó coi sao ha. Dạ. Sao em cảm nhận, em thấy sao? Em lại thích một người biết phụ vợ làm việc này kia trong gia đình đó chị. Nội trợ hay là nói chung là không biết giặt đồ thì cũng phải biết lau nhà rồi. Còn việc làm dâu thì sao? Bạn có chấp nhận làm dâu không? Được, em làm được. Vậy là tốt rồi, được rồi. Hôm nay bạn Nam có đi với ai không? Dạ em đi với lại anh bạn bà con. Rồi, chào anh. Dạ chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Nếu như này nói về một người nam á mà có hiếu á, thì khẳng định là Lê Đình Ân là một người con hiếu thảo. Phù hợp với... Thì nói chung về cái tính cứng rắn, nói chuyện, rồi về cái chuẩn chạc thì hơn cái số tuổi nói ra. Hợp với nhau về cái tính tình là hai người hơi bị khó. Bên kia cũng khó tính, bên đây cũng khó. Thì nói chung là nó cái hợp, và cái hợp thứ hai nữa là nói chung là nói về cái hiếu thì hai bên đều muốn lo cho gia đình. Thì cái đó thì đồng ý, tại vì bên nào cũng muốn gia đình. Bạn nữ, mình có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ yêu dấu. Dạ chào cô. Chào anh Quỳnh Ninh với chị Cát Tường. Dạ. Xin chào tất cả khán giả trên trường quay. Nếu mà nói mà cao giáo thì cũng không được cao giáo lắm, hơi thấp một tí. Cũng được cái là cũng hiền lành, thật thà mà cũng yêu thương ba mẹ. Thì cũng như cháu đấy, cháu nó cũng hiền lành thật thà và cũng yêu thương ba mẹ và các em trong gia đình. Đi làm về nhà thì là cơm nước rồi phụ giúp bố mẹ trong gia đình, cháu làm việc nhà là cháu làm được hết. Chợ búa, cơm nước các thứ là được, giỏi giang chứ không đến nỗi. Yeah. Hello. Good morning. Good afternoon. Okay, thank you, sit down please, okay. Trời ơi, đưa cô giáo lanh dễ sợ luôn. Trời ơi, chú đẹp trai quá chú. Chú làm gì chú đẹp? Sao mà cần phải người cao hơn là sao? Sở thích của em là mang giày cao gót. Ví dụ gặp cái người lùng hơn mình mà người ta yêu mình quá nhiều luôn thì sao? Hơi khó hả? Tùy thuộc vào bạn nam đó có muốn giống, muốn làm như vậy không? Thể diện này kia, đi kế bạn gái thì người ta không muốn bao giờ mà bạn gái cao hơn mình một cái đầu hay là... Vấn đề là em có chịu đi với người thấp hơn mình không? Dạ chịu, em mang giày búp bê luôn, khỏi mang giày cao gót. Mà không mang cũng cao hơn người ta, chịu không? Chịu luôn, chú, có chú là chịu hết á. Được rồi, thôi để hai người nói chuyện với nhau, ca này khó quá. Nào kéo màn lên. Dạ, tặng anh món quà. Thì ở đây anh nãy có cái lý do là anh hơi thấp thôi. Thế còn những cái khác thì vấn đề đó vẫn ổn, vẫn ok. Tao đứng lên cái cho bạn ngắm nghía cho kỹ cái coi. Thôi em đứng lên đo coi, coi là đi búp bê hay là đi gì. Đo coi thì sao. Được mà. Cái này dài với này cũng 5 phân mà, được. Đi dài còn thấp hơn ta nữa đó. Nhưng mà ở nhà cũng mang giày một tấc không mà chú. Vừa thôi mang giày cao chi vậy. Thôi hai người nói chuyện nhau, đừng nói chuyện tôi nữa. Hiện tại em đang sinh sống ở đâu? Dạ em ở Hóc Môn. Hóc Môn, anh ở Bình Tân. Xa dữ vậy? Có, nếu mà từ anh lên em khoảng nửa tiếng hồ. Nửa tiếng cũng xa. Sao? Em cần 5 phút à? 5 phút chắc để anh sắm máy bay nè. Xuống đi, hai người đáp xuống. Hồi nãy em nghe nói anh nói là mẹ anh không cho anh làm gì hết. Chắc anh cũng không biết làm. Không phải là không cho làm gì. Cái ví dụ như ăn cơm xong thấy mẹ ngồi nghỉ thì mẹ mệt, thì anh hướng rửa chén rồi nói thôi đừng rửa, mà rửa dơ lắm để chút mẹ rửa. Mẹ nói vậy thì anh phải lao vô, mẹ đi ra con rửa cho. Mẹ không phải lo, không bể chén đâu. Vậy đó. Cái đó là ý anh là muốn không cãi lời mẹ thôi. Bạn gái cảm nhận sao bạn gái? Dạ. Trời đất ơi, người ta tập trung vô câu chuyện là cứ suy nghĩ với ai hoài vậy nha. Tập trung đi chứ tôi hiểu lý do của cô ế rồi đó. Ủa hiện tại anh đang làm cái gì ạ? Hiện tại anh đang làm kinh doanh. Kinh doanh là làm bên công ty hay là đúng rồi, riêng? Anh đang làm kinh công ty. Dạ chừng nào thì anh lập gia đình? Khoảng từ 6 tháng tới 1 năm nữa. Nhưng mà em cũng còn đang đi học liên thông lên đại học á. Nên là em phải khoảng tầm 2 năm trở đi nữa thì em mới lập gia đình.
Tôi nghĩ cái khoảng thời gian đó cũng hợp lý cho em để em hoàn tất cái việc học của em. Thế lại cũng đủ thời gian để tìm hiểu nhau. Dạ, anh biết hát không? Anh hát cho em nghe. Ánh mắt yêu thương, ta trao phút giây ban đầu. Cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay, hai ta đã yêu nhau rồi. Mình cùng chung lối nhé em người ơi. Trả lại một đoạn đi. Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi. Có quá lớn lao không anh để em được thấy mãi những khi anh cười, thấy mãi anh trong niềm vui, và sẽ mãi luôn được gần bên anh. Trời ơi trời, tôi vừa mới tính khen bà cũng quất hai cái chữ cuối cho bà mới chịu à. Thôi được rồi, hát xong là cảm nhận đủ rồi đó. Suy nghĩ kỹ nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tại sao bạn này không đồng ý nhấn nút? Anh nói là 6 tháng tới 1 năm thì em thấy tuổi của anh cũng lớn rồi nên là anh cần lập gia đình sớm hơn em. Đây, thay mặt chương trình gửi tặng bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây một cặp loa Soundmark i5 gửi tặng các bạn. Giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Hoàng Trần Phương Vi, năm nay em 27 tuổi. Hiện em đang công tác tại bộ phận chăm sóc khách hàng của bệnh viện ạ. Được á, bộ phận này là tốt lắm á, chăm sóc khách hàng bao giờ cũng dễ thương cả. Còn bạn, tên gì, nghề nghiệp? Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến quý khán giả cùng hai vị MC dí dỏm và dễ thương của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Anh tên là gì? Dạ, em tên là Nguyễn Văn Úc. Nguyễn Văn Úc? Dạ. Ở trong nhà thứ mấy? Dạ, em Úc luôn. Úc luôn? Dạ. Hay vậy ta? À, Úc nghề nghiệp làm gì Úc? Dạ, công việc của em nghề chính là cắt tóc, còn phụ là làm MC ạ. Hôm nay mặc cái quần đẹp quá nha. Quê Úc ở đâu Úc? Dạ quê ở An Giang chị. Hồi nãy chị chưa hỏi quê Vi ở đâu à? Dạ nhà em thành phố ạ. Ở thành phố luôn. Ủa Úc cắt tóc hay là chủ tiệm cắt tóc? Dạ em chủ salon luôn chị. Làm cả nam cả nữ chị. Làm nghề này lâu chưa? Chắc cũng được gần 10 năm ạ. Wow, 10 năm là tay nghề dữ dằn lắm á nha. Dữ lắm, cắt cái đầu dữ lắm. Dạ cắt cái đầu biết tay nghề liền. Rồi lý do tại sao hôm nay ngồi ở trên cái ghế này? Không phải là không có anh, nhưng mà đôi khi là do công việc của em là nó cái thời gian nó không có nhất định. Ủa thời gian không nhất định là sao bạn? Dạ thì chị cũng biết là cái nghề tóc với lại cái nghề MC thì cái thời gian nó lại vô chừng. Cắt tóc thường thường là cái ngày thứ bảy chủ nhật tiệm mình làm mới có khách. Còn những bạn nữ mà em quen thường trước đây là do công việc của họ làm những cái công việc giờ hành chánh, cho nên là những ngày cuối tuần là em không thể dành cho họ. Thế rồi vậy bên kia làm có hành chánh không? Dạ em giờ hành chánh ạ. Rồi vậy là chiều tối thứ bảy chủ nhật là người khẳng định nha. Dạ. Đúng không? Mình có những ưu điểm gì mình có thể giới thiệu? Em chỉ có là chăm sóc những người mình thân yêu nhiều hơn, kỹ càng hơn. Rồi khuyết điểm? Em hơi lạnh lùng. Nhiều người tiếp xúc ban đầu với em nói là mày khó gần quá à. Nhưng mà sau đó tiếp xúc lâu nói con này nó khùng. Lúc đầu phải giữ cái nghiêm nghị của mình, chứ không thôi là người ta là nghĩ mình đâu quánh dễ dãi quá. À nhưng cái đó là cố giữ thôi phải không? Dạ. Chứ thật ra bản chất là dễ dãi. Không khùng thôi chị chứ không khùng là sao? Chẳng hạn như gọi là lên cơn sản lâu lâu. Có vấn đề gì quá cái em hay càm ràm, em hay gồng lộ lên. Cái tự nhiên kiếm một góc nào đó ngồi khóc, khóc xong cái hết đi ra làm tiếp hết. Nghĩa là mưa nắng thất thường chút thôi. Bên kia nghe bên đây vậy có sợ không bạn? Dạ không chị. Theo em thấy thì cái vấn đề mà hay nổi khùng bất chợt với lại là hay khóc thì có lẽ cũng hơi giống em ạ. À. Trời đất ơi. Bạn Út có sở trường như thế nào? Dạ thì công việc của em thì làm MC chắc chắn thì cũng biết hát đôi chút. Thôi làm khúc đi. Mình vừa làm MC mình giới thiệu mình hát luôn rồi. Và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với ca khúc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và mang tựa đề là Lỗi Nhỏ Vào Đời. Đời em là câu hát ru, đời em là sao diều vi vu, đời em là tình yêu rực cháy, anh đã cho em mùa xuân này. Ủa sao, sao người ta hát thấy mặt bạn buồn vậy? Im lặng để mình có thể hiểu được giai điệu và cảm nhận được giai điệu. Đang lắng nghe là cảm nhận. Rồi im lặng để chiêm nghiệm. Nhưng có cảm nhận sâu sắc cái phía sau cái giọng hát đó tiềm ẩn bên trong cái điều gì không? Em nghĩ anh phía bên kia màn hiền lành. Siêu nữa tụi qua tụi coi. Chắc hiền anh dạ. Chắc hiền. Trời ơi dễ thương quá.
Dễ thương không anh? Dạ, có quà tặng anh ạ. Cố nghiêm. Quà có quà liền á, hay quá ta. À, cảm ơn em nhiều. Em đi kiếm dữ lắm mới ra được. Anh nghĩ rằng người dân miền Tây á cũng thật thà, chất phác, chịu khó thương, chịu khó ha. Đặc biệt là đàn ông miền Tây cũng chuộng thủy lắm nha em nha. Em cần có hiếu với lại ba mẹ nữa. Tại vì nếu như người đàn ông mà có hiếu với ba mẹ của mình, chứng tỏ là người đó yêu thương gia đình và có thể yêu mến được ba mẹ mình như vậy. Cái này rất là hay. Nhưng mà những gì em không thích ở người đàn ông? Gia trưởng quá. Anh ơi, anh cho em hỏi là anh là con út, anh có được cưng chiều ở trong nhà không anh? Nói chung là nhất chuồng đấy em. Vậy có bao giờ anh có làm việc nhà không ạ? Anh biết làm việc nhà từ lúc còn nhỏ. Và có thể san sẻ được với em được. Em không biết nói chung làm là từ nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, nói chung làm tất cả hết. Như vậy cũng ổn rồi đấy. Được. Rồi bây giờ em nói đi, em không thích gì ở người phụ nữ nào? Có tính thì ghen quá. Nhưng vấn đề là bạn có làm gì để cho người ta ghen hay không? Dạ không chị, đôi khi bạn bè có nhận xét em là người đào hoa. Đào hoa của em là em quen nhiều người, nhưng mà mỗi lần quen chỉ một người thôi. Khi chia tay người này em quen người khác. Đó giờ quen bao nhiêu người rồi? Chính thức hay không chính thức anh? Thôi bây giờ chính thức đi. Không chính thức chắc bao nhiêu lắm à? 50. Đâu tới với chị, anh 9 người. Đúng vậy đó hả? Anh này đó giờ thật tình nè, lên đây dám nói nhiều chứ thường thường ai cũng ém hàng. Dạ có sao em nói vậy thôi chị. Em có bao nhiêu mối tình rồi? 3. Lần cuối cùng là bao lâu? Cách đây 1 năm rồi chị. Lý do chia tay? Người đó không có chung thủy. Điều gì em không thích nhất ở người đàn ông? Tính gia trưởng, không chung thủy. Em rất thích nuôi chó với mèo. Nếu mà người đó không đồng ý nuôi chó với mèo thì em sợ là... Ủa vậy em yêu chó mèo hơn người đó hả? Dạ anh ơi, chó với mèo là một phạm trù riêng, mình không thể so sánh với nhau được. Dạ, đúng rồi, nhưng mà nó khó cái này nè, nói như vậy cũng không được. Bây giờ thí dụ giờ mình đang yêu người này, người ta không thích chó mèo, thế nào cũng có sự tranh cãi với nhau giữa chó với mèo, em chọn ai? Có khi em chọn chó với mèo trước đó. Cái đó mới là căng đó. Giờ hỏi Út nữa, Út thích chó mèo không? Tuổi thì em là tuổi con chuột. Ủa là sao em nuôi chuột hả? Dạ không, em tuổi con chuột. Chị tưởng nói em nuôi chuột, còn bên đây nuôi chó với mèo. Mày cũng hài hước. Hay sành quá ha. Hay sành, hài hước, dễ thương. Em thích cái người phụ nữ như thế nào về ngoại hình? Cũng rất là thích đẹp. Bạn này thẳng thắn quá ha. Dạ. Được. Chiều cao thì có thể tầm tầm 1m55 tới 60. Nước da hơi trắng tí xíu. Tóc dài. Còn cái vấn đề thì tóc tai thì em làm người tóc mà thì cứ em cho xả láng luôn. Muốn màu gì em quánh màu đó. Bây giờ không có tóc thì sao? Chà căng rồi nha. Cái là một nè, ra chợ mua cái đầu tóc nó còn thiệt giống hơn thiệt luôn nữa. Em có tật xấu gì không? Biết nhậu, hút thuốc. Em uống bao nhiêu? Dạ, nếu mà ken em có thể em uống được 1 két á. Hả? Thì cái đó tùy theo phong độ thôi, giống như đá bóng thôi. Phong độ là nhất thời. Dạ, đẳng cấp mới là mãi mãi. Đúng rồi. Chị mới là đẳng cấp nè, em chỉ là phong độ thôi cưng. Còn chị bao nhiêu? Em kết thì chị kết rưỡi. Vậy đó hả? Bạn này hay khóc, mình em có khi nào khóc chưa? Em nhớ cái lúc nhỏ là em có khóc, là khóc ở bụi cây. Gia đình của em lúc đó nó cũng khó khăn. Em đi học ở nhà không có tiền. Em ngồi gốc cây em khóc, xong rồi có bà ở hàng xóm. Bà rất là thương mình ơi. Sao con khóc? Giống bà tiên quá vậy. Giống như bà bụt. Dạ con đi học con không có tiền. Thôi nè, bà năm cho con 50 nè. Cũng từ cái vấn đề đó mà sau này em học được rất nhiều điều. Em quý hơn được cái cuộc sống của mình. Nói chung đây là con người cũng rất là tình cảm, hài hước. Rất thẳng thắn. Ok. Hài hước. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với bạn của em ạ. Dạ Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Em cảm nhận người đối diện của bạn em thế nào? Thấy có hợp lý không? Dạ thì em thấy bạn gái này cũng được, có nhiều điểm giống với bạn em. Là dụ như bạn gái này thích nuôi chó nuôi mèo. Là bạn em không ăn thịt chó thịt mèo, hai người thấy cũng hợp được điểm rồi đó. Ăn là mệt luôn. Còn hồi nãy bạn em nói là cái quan điểm mà tóc tai cái chuyện đó em không quan trọng. Dù như mình thấy được là từ từ về người ta sẽ thay đổi, mình thương là cái gì cũng được hết anh. Đừng có nói mà tóc dài tóc ngắn gì hết trơn mà. Đúng rồi, quan điểm em đúng. Đúng, chính xác. Tóc tai đâu quan trọng, quan trọng là cái tâm hồn thôi. Em nói em thích tóc dài mà em đâu có nói em ghét tóc dài rồi mà nói vậy sao này lỡ ra đường thấy tóc dài cái phụ tóc ngắn sao anh? Đúng rồi, đúng rồi. Hay. Em hay. Thấy da trắng cái nó phụ da đen nữa. Thấy bạn em hơi bị được đấy. Bạn gái có đi với người thân không? Dạ có, em đi chung với lại bạn thân em ạ. Thân ai nó nhỏ quá hả? Tình hình sao nó giờ cười hoài em? Thấy ổn không? Bạn này rất là phong cách, vui tính. Có thể gọi là con người suy nghĩ hơi bị nhiều. Bạn em thì rất là chân thành, đối xử với ai cũng chân thành hết. Đã yêu được động vật thì tất nhiên là đối xử với con người cũng vậy. Nếu mà có ý định gì với bạn em thì hy vọng là đối xử bằng cả con tim. Hay, nhớ nha. Dạ. Đối xử bằng cả con tim nha bạn nha. Ta cho đó, hai đôi trẻ gặp nhau đi. Chứ đôi dưới quá xuất sắc rồi. Đôi dưới hơi bị được á. Rồi chúng ta kéo màn lên.
Nào, chúng ta sẽ có 2 phút để tìm hiểu nhau. Bắt đầu đi bạn. À, đầu tiên anh có món quà anh dành tặng cho em. Không, đồ body dữ quá. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em cũng có quà tặng anh ạ. Rồi, anh cảm ơn em nhiều. À, anh có ghen không? Đối với anh thì nói chung nó cũng có một chút ghen, nhưng mà cái gì đó thì mình phải có một sự rõ ràng. Ví dụ như em có thể em hẹn một bạn trai đi uống nước bình thường, nhưng mà em có thể em nói anh một tiếng. Em thích chó với mèo, anh có ý kiến gì không? Không em, cái đó là cái sở thích của mỗi người. Ví dụ như anh thích bóng đá, em có thích không? Không. À, hèn chi tôi thấy tặng cái gối gì. Dạ, Arsenal. Trời ơi, là cái đội bạn hâm mộ đấy hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như bạn nữ là chưa có thích bóng đá, nhưng mà ví dụ như cái gối trước tiên đó là em tặng cho bạn gái. Ví dụ sau này những cái lúc mà bạn gái mệt, bạn gái có thể tựa lưng. À, chị là chị hiểu á, tặng cho em cái gối này nè. Sau này mà có lấy nhau mà tới mùa đá banh á, ở nhà ôm cái gối này ngủ đi, còn ta đi coi cái banh rồi. Đúng không quý vị? Dạ không à, có gì là em chở đi theo luôn à. Em nói chung là em đi đâu là em rất là thích chở bạn gái theo. Cảm nhận bạn gái ngồi trước mặt như thế nào? Cái lúc em ngồi bên kia là em hy vọng là sẽ đẹp cỡ chị Cát Tường thôi, nhưng mà em thấy là vượt hơn rồi đó. Được rồi đó. Em thấy hơn rồi đó. Thấy chưa? Chưa đâu nha, từ từ chưa. Đi, chưa bấm nút à. Cái người mà mình thích, mình thương là cái lúc nào cũng hơn cái người khác. Đúng mà, nếu đúng chơi dần của tay đi à. Trời ơi. Nè, có tay gì vậy? Vừa dập tôi hả? Rồi, hết thời gian. Nào, bây giờ mình suy nghĩ thật kỹ xem tiếng xét ái tình như thế nào. Suy nghĩ kỹ vụ cái gối này rồi không nút nha. Tôi nói đúng á, tin tôi đi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. Dạ. 1 2 Suy nghĩ cho kỹ. Bấm là quyết định. Những cái gì đi đến tương lai không bấm, chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau được. 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng hai bạn. Như vậy chúng ta đã có một chút đồng cảm từ giây phút ban đầu rồi. Bây giờ mình kêu nắm tay lên, nắm tay nhau đúng rồi thôi. Nó coi rồi lâu không à. Không nãy giờ mày không lanh lắm à. Rồi không đi. Không mà. À. Không được. Không được. Em thì dễ. Em thì dễ trời ơi. À, thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây là chiếc vé xem phim. Yeah. Chúc các bạn sẽ có thời gian thật lãng mạn bên nhau. Yeah. Nào hãy nắm tay và đưa bạn gái đi xem phim. Pay của bạn muốn hẹn hò vô chưa? Anh vô rồi. Anh thấy gì không? Hình như là các bạn yêu nhau trên đó nhiều lắm. Một diễn đàn tình yêu gần 40.000 người tham gia. Trời ơi quá trời hơn. Em nói anh mới nhớ nha. Em biết không, có những cặp đôi mà họ hẹn hò ở đây không đồng ý á, họ lên fanpage họ hẹn nhau trên đó hẹn tiếp. Anh nghĩ rằng fanpage là fanpage. Còn ngày hôm nay chúng ta đúng vẫn rồi, mong muốn hai cặp đôi sẽ hẹn hò với nhau. Hả bạn Phúc? Xin mời bạn Nam. Xin chào. Mời anh ngồi. Hôm nay em tới chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Một chương trình như em đó chỉ là hâm mộ. Em có 4 bó hoa tặng anh chị. Mong chương trình càng ngày càng phát triển và đưa nhiều cái niềm vui tới cho những cặp đang FA như tụi em. Thay mặt chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chị Cát Tường bên kia nhận bó hoa này, chút xíu mình sẽ trao lại chị Cát Tường ha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Từ xưa giờ lần đầu tiên cầm bó hoa hồng. Cảm ơn. Cảm ơn. Gì vậy Linh? Anh xúc động quá. Khóc rồi hả? Muốn khóc luôn. Đó giờ đâu có ai tặng hoa hồng cho anh đâu. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn, bạn tên gì? Em chào chị, em xin chào quý vị khán giả. Em tên Thanh, hiện đang là nhân viên văn phòng, làm ở quận Nhất. Năm nay em 27 tuổi. Rất đặc biệt anh Linh. Ở đó giờ trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì mình thấy là đến là trang phục và áo dài,
áo đầm, đúng không anh? Đúng rồi. Sari rất là nhiều, nhưng mà hôm nay bạn gái trang phục rất là đặc biệt, em thấy rất là ấn tượng. Tức là vừa kết hợp áo đầm, sari, quần sọ và kia. Nói chung là một phần cách rất vô mốt. Anh tên là gì? Dạ em tên là Bình. Bình. Dạ em năm nay là 30 tuổi. Hiện tại nghề nghiệp là kỹ sư tàu biển. Kỹ sư tàu biển. Đơn vị công tác là công ty công nghiệp tàu thủy Sài Gòn. Bên kia là Thanh, bên đây là Bình. Hai người kết hợp nhau. Thanh Bình. Bình ha. Tôi nghĩ rằng là anh sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhiều người đẹp, sẽ có nhiều cơ hội để có nhiều tình yêu, sẽ có nhiều cái sự thăng hoa. Nhưng mà anh ngồi đây thì tôi không hiểu tại sao. Dạ đúng rồi. Không phải là lần đầu tiên anh nói câu này. Rất là nhiều người trước tới giờ quá khứ đi học và đi thực tập, đi làm, em đã có mối tình, hai mối tình, nhưng hoàn toàn đều dừng lại ở những cái mối tình gọi là chớm nở vụt tan. Anh có tìm ra lý do đúng không? Dạ cũng có nhiều hoàn cảnh lắm. Nhưng mà sau khi đu kết được lại, em nghĩ là em thích một cái mối tình như truyền thống thời xưa, tức là phải có ông ơi bằng việc. Và tới chương trình này thì không phải là ngẫu nhiên, mà em thấy là có hai người, anh Quyền Linh và chị Cát Tường, từ cái tên và từ cái tính cách, từ cái cách sống và cái phong cách thì em nghĩ là hai thần tượng từ nhỏ của em, đặc biệt là anh Quyền Linh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn nói cái này tôi mới chú ý nè. Bây giờ họ không cần ông mai bà mối nữa. Đôi khi họ tìm hiểu qua Facebook, họ tìm hiểu qua nhắn tin, qua tất cả phương tiện truyền thông rồi. Hình như ông mai bà mối mất dần rồi đúng không? Và bạn nhắc lại tôi mới nhớ, à hình ra bây giờ bạn muốn hẹn hò làm sống lại cái giá trị truyền thống của ta ngày xưa, đúng không? Vậy là hai đứa mình cũng bắt đầu là có giá lại rồi đó. À, có giá. Em ơi, bình thường thì ngoài cái giờ làm việc trong nơi làm việc của em thì em làm gì? Dạ, thì hồi cách đây mấy tháng thì em có đi học khiêu vũ. Học khiêu vũ? Dạ, em thích về nghệ thuật. Dạ, em thì biết hát chút. Hát hay không? Dạ, rất cũng được. Hát thử câu được không? Rồi, làm đi. Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi dòng nước có trôi xa. Hãy yêu nhau đi quên ngày quên tháng ngày mai. Rồi ngày mai được rồi, tới ngày mai. Đang hay quá mà, ngày mai dừng lại. Ngày mai anh có hát được không? Em hát được nhưng không hay, em làm thơ nên nó hay hơn. Làm thơ rồi, rồi cho bài thơ nghe đi. Bài thơ này thì không có gì sướt mướt, không có gì ướt áp về chuyện tình yêu, chỉ bài thơ thực dụng. Hôm nay tôi được tới đây tham gia bàn muốn hẹn hò cùng nhau. Chào anh chị, chào trường quay, chào người bạn gái quay chung lần này. Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Em thích người bạn trai đó, nhìn mạnh, bề ngoài thì mạnh khỏe một chút, vạm vỡ một chút xíu, nam tính, cao khoảng cao hơn em chắc cỡ 1m7 trở lên thì đứng nhìn nó xứng. Bên đây 1m9 nè. Chị thấy em xinh như vậy, năng động như vậy mà sao không có bạn trai, sao mà ế được ha? Dạ trước đây có chứ chị, nhưng mà đại gia không hợp á, xong rồi hai bên chia tay. Chia tay bao lâu rồi em? Chắc cũng 1 năm. Bạn gái bên đó đã có cái yêu cầu về người bạn đời của mình. Vậy thì theo anh thì bạn đời của anh sẽ là người như thế nào? Bạn đời thì nói chung nói là yêu cầu thì em không có yêu cầu. Em chỉ cần một người biết chia sẻ và thông cảm. Tại vì con người không phải là cỗ máy. Mọi vấn đề cuộc sống nếu mà chân thành, chân thật và chân tình tới với nhau thì con người ta có thể dung hòa. Trước khi chị nhìn mặt thì cho chị biết cái điều gì em không thích ở người bạn trai của mình. Em không thích người bạn trai nhìn quá mập hoặc là quá ốm. Không thích mấy bạn trai mà đầu hói. Hả? Nói lớn lên em. Đầu hói. Bên kia có hói không Linh? Hói. Dạ. Ở đây hói nửa đầu luôn. Làm sao? Rồi gì nữa em? Nhìn ăn mặc không có không biết cách ăn mặc á, không biết ăn mặc để phù hợp với mình á, mặc nhìn nó anh lăn mặc lôi thôi quá. Không phù hợp. Chị nhìn em mà chị thấy em ăn mặc là có gu rồi đó. Rồi bên kia sao đây? Giờ muốn gì bạn gái mình là có ghét cái gì không? Có không thích cái điều gì không? Dạ em nói chung gặp ban đầu thì em ghét nhất là người bạn gái mặc áo hai dây. Mặc áo hai dây. Bên kia chắc không có dây nào quá. Quá đơn giản. Rồi, thôi đơn giản vậy để tôi qua tôi coi có đầu hói hay không nè. Hói cái thì khỏi coi mặt. Đầu hói, không mập mà không ốm.
Có thuốc trị không? Để chị nghiên cứu coi nha. Rất là lịch lãm. Đúng là hợp với người đọc thơ, đọc văn đó anh. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Đặc biệt rất là ấn tượng. Chỉ có điều đầu hói thôi. Cái gì cũng được hết trơn. Giờ cái điểm đó chị cũng không biết làm sao cứu chữa được nữa. Chị cũng bó tay rồi, thôi tùy em đi. Chào bạn. Chào anh. Thí dụ như người đó yêu chị dữ dội, bạn dữ dội luôn, rồi bạn cũng có cái tình yêu đối với người đó, đầu hói đâu có mắc mớ gì mà không yêu. Dạ thì đó là cái suy nghĩ của em thôi. Còn nhưng mà nếu mà tiếp xúc á, thấy bạn đó có những cái tính cách tốt hơn thì có thể là em bỏ qua. Đúng rồi, mình yêu cái tâm hồn đúng không? Yêu tính cách đâu phải yêu cái đầu. Đầu có tóc không tóc đâu quan trọng đúng không? Đúng. Anh nghĩ là như vậy nha. Tại tương lai Linh cũng sắp rụng hết tóc rồi anh mới nói vậy. Thôi mình cảm nhận là một chuyện. Có tóc không có tóc không thành vấn đề. Vấn đề là ở cái nhìn đầu tiên, hai bạn có trao cho nhau những cái thiện cảm, những cái tình cảm, những sự đồng cảm với nhau hay không. Rồi xin mời màn kéo lên. 2 phút để nhìn nhau và 2 phút để quyết định. Bắt đầu. Chào em. Chào. Chúng ta cùng cảnh ngộ đều là những người vốn mắt. Dạ. Em thấy sao khi người ta nói mình là vốn mắt? Em thấy bình thường anh, tại vì em thấy vướng mắc rất là nhiều mà rất là dễ thương. Công việc của anh có đòi hỏi anh phải nhậu không? Nhậu em. Anh có hai cái mà theo ba anh nói là hơn ba. Không hút thuốc, tức là từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ anh ngậm một chút thuốc. Và không được uống rượu, không uống được rượu chứ không phải là không được uống rượu. Yeah. Còn bia thì cũng tầm tạm, có thể nói là cao đô. Tôi tưởng đâu không có rượu bia. Trước đây anh có bạn gái đúng không? Nhưng mà dạ, lý do hai người chia tay là sao anh? Thì sinh viên mà em như em vậy thôi. Ai phải có cái quá khứ là cái nền tảng này cho mình bật lên cao hơn, xa hơn. Thì trước đến giờ có khi nào mà anh thương một người mà người đó không thương anh không? Anh không có định nghĩa về tình đơn phương em. Anh chỉ có thương một người mà người đó không thương anh, đó là trang nhật ký của anh. Hết giờ. Quá hay, không còn gì để bàn cãi. Anh muốn hai người nói nữa đó chứ. Thôi, không có gì để nói nữa cả. Hai người lý luận hay lắm. Một không. Hai ba. Hết thời gian. Bạn trai đã tặng cho bạn gái một hoa hồng. Còn anh sẽ tặng cho. Quỳ xuống cầu hôn đi. Bạn gái trong bạn muốn hẹn hò một bó hoa hồng. Em cảm ơn anh Linh. Chúc em mau có chồng. Cảm ơn anh Linh. Nó phải có tình yêu thì phải có tình dục. Em cảm thấy bạn hơi triết lý. Cứ cưới đi rồi mình nói chi tiết. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai bước ra sân khấu. Em tên là gì? Dạ, chào chị và chào tất cả các bạn khán giả. Em tên là Thoại Vy. Vy năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em 23 tuổi. 23. Dạ. Giờ Vy đang làm công việc gì? Em hiện tại thì vẫn là sinh viên năm cuối. Nhưng mà ngoài công việc sinh viên ra thì em cũng có làm thêm nhiều việc tay trái. Ví dụ? Hồi trước thì có kinh doanh quán trà chăm nho nhỏ. Trà chăm chém gió. Dạ, hiện tại thì em đang lên kế hoạch kinh doanh một cái tiệm sách nhỏ nhỏ. Yeah. Rồi, đang kinh doanh, đi học nhưng mà có kinh doanh nha anh Linh. Thoại Vy, chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai bên đây, xin mời. Bên kia là Thoại Vy đang học và dạ, kinh doanh. Bạn đang làm nghề gì? Dạ em đang làm bên ngành nghề trang trí nội thất ạ. Trang trí nội thất, dạ. Tên là gì? Dạ em tên là Vũ Văn Diệp. Em năm nay 31 tuổi. Em là người ở đâu? Em là người Nam Định ạ. Thì nay đang ở đâu? Dạ hiện tại em đang ở bên quận Thủ Đức ạ. Tại sao bạn đăng ký tham dự chương trình bạn muốn hẹn hò này? Người ta bảo trong tình yêu và trong hôn nhân nó phải có duyên và số. Em cũng muốn một lần tạo ra duyên số. Sở thích của bạn là gì? Sở thích của em là chơi đá banh. Thích đi chia sẻ với mọi người. Chia sẻ mọi người, chia sẻ về vấn đề gì? Định hướng trong công việc, về kinh doanh,
và cả trong lĩnh vực tình yêu hôn nhân gia đình nữa. Dữ vậy hả? Chia sẻ lĩnh vực tình yêu gia đình. Dạ, em cũng may mắn được cái tức là em được sinh ra ngoài Bắc, và thứ hai em được hòa hợp với lại cái văn hóa của Sài Gòn. Tính của em là hay quan sát, hay phân tích. Nhưng lý do tại sao người ta mời bạn gọi là tư vấn về hôn nhân gia đình đó? Trong tình yêu bạn có nhiều trải nghiệm chưa? Em có 2 mối tình rồi, nhưng mà chia tay cách đây 10 năm. Còn lại là sau này em quen, em cũng nói chân tình là em quen nhiều, nhưng nó chưa đến đâu, bởi vì em cũng mong muốn là người mà em xác định lâu dài nó phải có một cái sự đồng hành cả về cảm xúc. Quen có 2 mối tình mà đòi đi chia sẻ, đi nói chuyện với người ta về tình cảm. Biết đâu được người ta chưa có nhiều kinh nghiệm thì sao? Tôi 20 mối tình tôi còn chưa dám nói nữa. Đây nói nè, tôi thấy có nhiều cái hay đấy. Muốn chia sẻ được thì chúng ta trước hết phải lắng nghe được. Hay, cái này hay. Chúng ta lắng nghe và chúng ta quan sát, đó là một cái phần tất yếu để mà chia sẻ với người khác. Nhưng theo bạn, tình yêu và tình dục nó có đồng hành với nhau không? Em cho rằng nó phải đồng hành. Vậy thì tình dục trước hay là tình yêu trước? Nó phải có tình yêu thì phải có tình dục. Bạn nghĩ gì về sống thử? Em cho rằng tất cả mọi người trên 18 tuổi là có một cái sự đủ tự tin để quyết định cái hành động của mình, thì các bạn cứ làm. Sống thử có lợi ích hay không? Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Em hay nói chuyện với các bạn, em hay ví một câu như vậy. Một đứa trẻ ngã bị gãy tay và một người trung niên ngã bị gãy tay, thì nếu như các bạn mà đi bó bột thì người nào sẽ lành sớm nhất? Thì em cho rằng đó là một đứa trẻ. Thì nãy giờ nghe bạn Nam nói thì em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy bạn hơi triết lý. Thế bản thân em có đồng ý sống thử khi có người lời đề nghị không? Dạ không. Gia đình của em thì cũng còn gia giáo và chút cậu hủ, nên là những cái chuyện đó thì chắc là không thể rồi. Nhưng bây giờ nếu anh ấy, hai người quen nhau đủ độ chín mùi, yêu thương nhau rồi, 1-2 năm tìm hiểu rồi, đến khi hôn nhân thì anh ấy sợ là tình dục và tình yêu không có hòa hợp và muốn thử tình dục trước khi quyết định đám cưới, thì em nghĩ sao? Mình là con gái nha, mất thời gian tìm hiểu mấy năm rồi đó, bây giờ quyết định là cưới nhau rồi đó, yêu nhau thấm thiết rồi đó, thì em có đồng ý hay không? Dạ không. Thì là em không tin tưởng vô tình yêu của mình? Dạ không, cứ cưới đi rồi mình nói chi tiết. Cưới xong bây giờ cưới xong rồi mà phát hiện nó không phù hợp thì làm sao? Dạ nếu mà vậy thì chắc là chưa đủ yêu thôi chị. Tại vì em nghĩ là trong tình yêu không có ai mà tự dưng mà hợp nhau hoàn toàn hết. Chỉ là do người đó, hai người họ biết cách hòa hợp và chị biết thấy cách em mới là chưa đủ yêu. Tại vì em yêu rồi, trước hay sau cưới cũng như nhau. Em sợ người ta xong người ta chạy à? Em không tin tưởng cho bạn trai em, vì bạn trai em yêu cầu giờ thử là đám cưới đó. Nếu mà suy nghĩ giống như chị Cát Tường nói là đã yêu nhau rồi thì trước sau cũng là của nhau rồi, biết gìn giữ cho nhau. Rồi, hết hỏi được rồi. Mẫu người lý tưởng của bạn gái bên đó như thế nào? Em thích một người cao ráo đẹp trai. Tại ba mẹ em hay chọc là con làm sao làm kiếm người nào cao cao để cải thiện nòi giống gia đình. Nhà mình từ A tới Z có size S. Chị nghĩ là em sẽ tìm được một cái người chồng ưng ý của mình, để sống mà phải hạnh phúc chứ không phải sống mà phải chịu đựng. Dạ. Có yêu cầu gì về người bạn đời của mình không? Không cần đẹp nhưng phải dễ thương và luôn luôn biết làm đẹp. Không thích gì ở người bạn đời mình? Em không thích người nào quá tính toán quá và ích kỷ quá, em không thích. Em không thích gì ở chị Cát Tường? Rồi chị hay hỏi xoáy. Em nhìn thấy rồi. Này, hồi nãy giờ tôi hỏi xoáy nhưng mà tôi toàn hỏi lợi cho bạn không đấy nhá. Dạ. Phải nghe kỹ, bạn luôn luôn lắng nghe, bạn không thể thấu hiểu được lời của tôi. Trong cái những chương trình chị dẫn đó thì nhiều lúc chị hỏi xoáy mà lại sốc. Xoáy mà nãy giờ em có bị sốc cái gì chưa? Dạ chưa chị ạ. Hy vọng là còn lại mấy phút em sẽ bị sốc. Dạ. Được, ăn nói lưu loát, duyên dáng. Có cao tôi không chị? Không cao lắm. Cao ráo đẹp trai. Chào anh. Nó là xinh, như đâu cần cao ráo, đâu cần cải thiện giống nồi gì đâu. Anh nghĩ là như vậy là được rồi đấy. Dạ. Đúng không? Em nghe rồi nha. Nghe chưa? Anh Linh này. Nói chơi thôi, chúng ta sẽ gặp nhau nha. Mang kéo lên. Bắt đầu. Trời, chào em. Chào anh. Thứ nhất, anh thích cái cá tính của em. Dạ. Cái thứ hai là em là đam mê về kinh doanh, thì đó cũng là cái lĩnh vực mà anh rất là đam mê.
Dạ. Theo như quan sát của em cũng khá bắt mắt. Bởi vì anh cũng thích về thời trang nên anh cho rằng cái cách phối màu của em tương đối tuyệt vời. Dạ. Nghe anh nói nhiều về dục sống thử em cũng hơi sợ. Cũng bình thường thôi em, từ thực chất ra mà nói, quan điểm của anh cũng hơi thoáng. Anh có một cái quan điểm như vậy này: ai cũng phải trải qua một hai mối tình về đến dẫn cách thôi. Dạ. Và tất cả mọi người khi mà gần gũi người yêu của mình đều có ham muốn, và cái chuyện xảy ra kia thì cái đó mình không nói trước được. Dạ. Cho nên là anh cũng có tư tưởng khá thoáng. Anh quan trọng nhất là con người hiện tại và tương lai. Dạ. Ai cũng có một quá khứ, và cái chuyện đó anh cho rằng đó là kỷ niệm. Ha? Uống cà phê. Có. Tụi em mà uống cà phê là tụi em sẽ mời hai anh chị đi chung. Hai anh chị đi uống cà phê để hai em tâm sự. À vậy đó. Anh đang ở Thủ Đức hả? À đúng rồi, anh ở Thủ Đức. Vậy. Cũng gần, chắc cũng gần. Em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp, Gò Vấp. Dạ. Ở đường nào em? Lê Đức Thọ. Lê Đức Thọ nhiều quán cà phê đẹp lắm. Rành quá. Đặc biệt anh có đam mê về cà phê và thời trang. Rồi còn gì nữa? Hết giờ. Rồi. Tôi muốn nói lắm mà tôi cứ giật cái miệng qua, tôi không có nghĩ đâu được đâu. Tại vì đáp trả tôi không nói được một lời nào. Hai bạn nói chuyện rất hay. Hai bạn nói chuyện có vẻ hợp đấy. Dạ. Nhưng mà tôi không có thích cái chữ là bên ngoài, cái trang nghĩa bên tương đối tuyệt vời là tôi không đồng ý. Đã tuyệt vời là không có tương đối. Còn nếu tương đối thì chỉ dùng là tương đối đẹp. Đấy. Còn tuyệt vời là không có tương đối, ok? Dạ, ok, em cảm thấy cái độ xoáy. Tôi không có nhảy vô được, tại vì tôi không có muốn là chiếm cái thời gian của hai bạn. Dạ, tôi ghim nãy giờ. Rồi, đặt tay vào nút bấm. Rồi, đặt tay vào nút bấm. Cảm nhận được độ xoáy rồi, sốc chưa? Dạ, em cảm nhận được rồi. Một, hai, ba. Hết giờ. Bạn nữ tại sao bạn lại bấm chậm như vậy? Chắc cũng phải suy nghĩ xíu chứ anh, cho em chút thời gian. Nhưng mà ngay những cái giây phút gặp gỡ nhau đầu tiên, 2 phút đó, bạn dạ. Cảm nhận gì ở bạn trai này? Dạ em cảm thấy có vẻ là một người bạn trai chững chạc, có thể biết cách quan tâm cho mình hơn. Nhưng mà em là lập trường không có kiên định, em không có thích lùng đúng không? Hồi nãy ngồi em không thấy rõ. Chiều cao của người đàn ông tính từ đỉnh đầu đến bầu trời đấy. Nói ra câu sau nhá, là nói tóm lại thời buổi bây giờ là tao nói cái gì cũng tiến bộ. Dạ, dinh dưỡng cũng đầy đủ. Đúng rồi, về rồi. Tốn tiền mua sữa em con đồng uống ý với chị. Đấy, dạ. Đó uống là nó sẽ cao lên. Em pha rô nha anh. Thầy nắm tay và chờ đi vào quay mình bắt. Dạ. Dạ. Em thích người có tóc hay không có tóc? Dạ có tóc. Có tóc. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Wow. Rồi, mình tiếp theo, mình đi bạn. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào bạn Kế Ban. Chào tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Mình xin giới thiệu mình là Minh Tâm. Mình quê ở Quảng Ngãi. Mình hiện là giáo viên dạy và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Giáo viên cấp mấy em? Dạ cấp 1 chị. Cấp 1. Mình vào đây lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi chị. Em bao nhiêu tuổi? 34 tuổi chị. 34 tuổi? Wow. Làm gì các tường 34 còn nhỏ làm không gì? Không phải, mà vì người ta trẻ. Tôi wow là tôi wow cái trẻ, là phải wow cái 34. Tôi 40 tôi cũng wow. Rồi bạn trai giới thiệu đi. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn chơi bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Võ Văn Minh, quê ở Quảng Nam, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hiện bây giờ em đang là phó giám đốc sự của tập đoàn Capella. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ hiện bây giờ là 39 tuổi chị Cát Tường. Wow, chưa thấy cũng wow luôn. Tâm giới thiệu về mình chút xíu đi, tình trường thế nào? Em thì cũng đã trải qua một mối tình rồi, cách đây cũng 5 năm. Rồi bạn trai, mình có mấy mối tình rồi? Em thì từ trước giờ thì em có hai mối tình chính thức chị. Mối tình đầu tiên là lúc 26 tuổi. Chuyện cũ bỏ qua. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình một chút xíu đi em gái. Em có những điểm mạnh và điểm yếu gì? Em có điểm mạnh đó là em biết hát karaoke. Biết nấu ăn. Điểm yếu của em đó là em cũng nói hơi nhiều, cũng hay quen, nhưng mà quen nhiều nhất chính là hay bỏ chìa khóa thôi. Cơ duyên nào em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Nói chung là em được phụ huynh đăng ký và giới thiệu giùm. Tại giờ thấy cô suốt ngày đi dạy mà không thấy có ai, nên là phụ huynh
đăng ký cho em tham gia. À, phụ huynh là phụ huynh của học trò của em. Học trò hả? Dạ. Vậy lo cho chăm lo cho đời sống của cô dữ ha. Dạ. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Người đó về ngoại hình thì cao hơn 1m7. Có cao. Cao hơn 1m7 nha. Cao hơn. Rồi. Dạ, không khúc khuếch, vui vẻ hòa đồng, cũng điềm đạm, biết lắng nghe. Em không thích điểm gì ở người bạn trai không? Nói chung là gọn gàng, sạch sẽ. Em ơi, em thích người có tóc hay không có tóc? Dạ có tóc. Có tóc không? Hói tóc hơi nhiều quá. Hói chút được không? Em cũng không quan trọng hói hay không hói chị. Nãy giờ mình nói chuyện vui vui, có tóc hay không có tóc thôi. Cái quan trọng là tâm hồn thôi ha, hiểu nhau thôi. Chào anh. Chào chị. Nếu bây giờ mà tiến đến hôn nhân thì anh đã có cái hoạch định gì cho cái mái ấm gia đình của mình? Dạ thì khoảng 2 năm. Khoảng 2 năm nữa. Đó, mình phải có những cái định hướng, cái kế hoạch thì người phụ nữ người ta mới cảm thấy yên tâm. Dạ. Anh có điều gì không thích ở người vợ tương lai của mình? Em thích một người phụ nữ là gọn gàng. Nói chung bản thân em là cũng gọn gàng, ngăn nắp. Từ cái bếp núc cho bến rửa chén bát này nọ là em làm hết. Giặt giũ quần áo, đi chợ nấu ăn em làm được hết. Thì em cũng mong muốn người phụ nữ như vậy. Sống cần phải có một sự quan tâm, nhưng mà nhiều lúc bạn gái là không có sự quan tâm chia sẻ với nhau thì nó cũng không có đến được với nhau. Chắc nãy giờ em cũng nghe bạn trai bên đó chia sẻ ha, bạn ấy nói cũng rất là khá rõ ràng. Rồi chờ anh chút xíu nha. Yeah. Anh qua nói chuyện với đàn gái chút xíu. Chào anh. Chào em, rất là dễ thương. Đàn trai cũng chuẩn lắm nha, đẹp trai đấy. Nói cho thông báo cho em biết, đẹp trai khi nào em nhìn mới biết. Anh nhìn thấy được là được rồi đấy. Anh với cảm quan của anh là chị Cát Tường thấy được cũng được chứ. Anh thấy cũng được rồi đấy. Thôi bây giờ mình lấy ý kiến người thân đi. Cô bên kia thì cũng rất là dễ thương, cũng cao ráo lắm nha. Hôm nay mình đi với ai em? Dạ em đi cùng với người chị phụ huynh mà đăng ký cho em tham gia chương trình này. À, cùng với đứa em trai. À, đâu ạ? À? Cho gặp chị phụ huynh đăng ký cho cô giáo. Em chào chị Cát Tường. Chào anh Huyền Linh. À, chào chị. À, chị nhận xét về cặp đôi đang ngồi trên này như thế nào ạ? Dạ thì em thấy anh này nãy giờ qua nói chuyện, em thấy anh sống cũng rất tình cảm. Dạ nói chung em thấy cũng hợp với chị Tâm. Út thấy được cô Tâm ơi. Rồi cô Tâm ơi, em trai đâu ạ? Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. À, em là em trai ruột của chị Tâm. Thì hôm nay em cũng đến đây để ủng hộ tinh thần chị Tâm. Thì em thấy anh trai bên này thì rất là đẹp trai. Bề ngoài rất đẹp trai và anh có một cái tâm hồn rất là sâu sắc. Và là một người đàn ông có gia đình. Thì em cảm thấy anh là một người rất là được để chị Tâm có thể là hẹn hò, dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn. Và về chị Tâm của em thì một người phụ nữ có gia đình, sống cũng rất là sâu sắc, lo cho anh chị em trong gia đình. Và nếu mà anh muốn tìm hiểu nghiêm túc thì em nghĩ là hai người nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Còn em có đi với ai không? Dạ, đi với một đứa em gái và một em trai gọi là kết nghĩa. Em gái là em ruột đó hả? Dạ, em gái là em họ. Em họ hả? À, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào khán giả trường quay ạ. Thì em là em kết nghĩa với anh Minh, sống và làm việc với anh Minh một cái thời gian khá lâu rồi. Thì anh Minh là một người rất là mẫu mực, thì anh khá là hợp với chị về cái tính cách cũng như là cái công việc này kia. Thì hy vọng rằng hai người sẽ cũng tạo cho nhau một cơ hội để đến xa hơn. Rồi, cảm ơn bạn. Cảm ơn hai bạn. Bây giờ mình kéo màn lên nha. Ok. Nào. Tặng em đó hoa. Dạ em cảm ơn anh. Thấy anh sao? Không có tóc thì em thấy một người đàn ông có định như em như ý không? Nói chung là khó nói mà. Khó nói quá hả? Cứ nói thoải mái đi mà. Vậy em thấy anh có quyết đoán không? Có một người đàn ông bản lĩnh của gia đình không? Nói chung là nhìn bề ngoài thì không thể đánh giá hết một con người. Nhưng mà về mình cũng có một cái nhận xét, đúng không? Ví dụ như anh nhận xét em là một người phụ nữ nói chung xinh đẹp. Đó, là như vậy. Cái điều thứ hai nữa là có một cái nghề nghiệp là tương đối giống như anh mong muốn. Yeah. Tại vì ở công ty anh nhiều bạn xinh gái lắm. Nhưng mà anh đi tham gia chương trình này là cả phòng nó là mất chỉ anh phải tham gia. Nhưng mà đó là một cái mẫu người mình muốn chọn để mà mình đi đến cái hôn nhân cuối cùng. Chứ hôm nay là một cái cuộc chơi hay là một cái cuộc dạo. Đó là như vậy, đó là tính anh nghiêm túc. Đó. Thì thứ hai nữa là em lại là đồng hương với anh, nói chung miền Trung.
Mà cái Quảng Ngãi thì hồi trước thì anh đi dự án kiên cố hóa trường học thì anh đi hết rồi. Không biết em ở huyện nào? Em ở Sơn Tịnh. Sơn Tịnh hả? Em đi lên Ba Tơ chưa? Chưa, Trà Bồng lên chưa? Tây Trà? Dạ chưa. Chưa, dạ chưa. Nói chung là em cũng ít cái về quê. Ừ, thì anh muốn là dù sao tuổi thì nói chung cũng lớn rồi, anh mong muốn sẽ cùng em được có một cái hẹn hò và tìm hiểu nhau để mà có một cái gia đình sau này nó êm ấm hạnh phúc. Nếu có khó khăn thì anh sẽ là người chịu khó đầu tiên. Còn nếu như ban ngày anh đi làm việc lương anh không đủ nuôi em, tối anh về anh làm tiếp. Em thì không có quan trọng điều đó, tại vì em cũng là người đi làm, em không quan trọng về vấn đề tiền bạc. Ừ. Không biết là anh muốn sống và làm việc tại đây hay là anh muốn về quê? Thì theo em thì như thế nào? Em thì em muốn ở trong này. Rồi. Tại vì em cũng ít có khi về quê. Ừ. Thì anh cũng chia sẻ với Tâm luôn là anh sinh ra và lớn lên là trong một gia đình là anh không có để thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Bố một nơi và mẹ một nơi, anh sống với ông bà ngoại. Thì sau này ông bà ngoại mất, đây là anh chia sẻ thật sự. Và rất là nhiều cô gái đến với anh, vì như vậy cô gái là không đến. Nên là anh ở đây anh muốn là một cái sự nghiêm túc rõ ràng. Thì anh vào đây thì anh cũng đi học tự làm cho đến bây giờ. Coi như anh quyết định ở đây luôn rồi đó. Rồi em gái muốn nói gì với anh? Dạ, thì em thấy ảnh cũng được. Nói chung là nói chuyện cũng chững chạc, điềm đạm. Em thích những người như vậy. Rồi. Cuộc nói chuyện nãy giờ cũng khá lâu. Chúng tôi đã tạo điều kiện rất nhiều cho hai bạn nói chuyện để có thể hiểu với nhau nhiều hơn. Bởi đây là một việc giống như anh nói, là một việc hết sức nghiêm túc. Hãy đưa ra quyết định đúng đắn các bạn nhé. Quyền của các bạn. Nào, 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Quý vị bấm nút là quyết định những điều xa hơn nữa. Chúc mừng cái sự đồng điệu của hai bạn. Đầu tiên, hai nút bấm đã được bấm. Nào, hãy nắm tay nhau. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 để chiến thắng. Các bạn sẽ có những buổi xem phim thật là lãng mạn để có thể tìm hiểu kỹ hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Và đây, gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton. Cái này bự hơn nè, anh cầm. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng Atlantic, tổng trị giá là 7 triệu đồng. Rồi, chúc các bạn sẽ mau tìm được tiếng nói chung. Em là mẹ to lắm à, luôn á, em hai người luôn rồi, để con ra chắc luôn luôn. Lặng với lặng nó trội lên. Ây, có những cái cảm xúc nó lạ quá. Tự nhiên anh đang cảm xúc dâng trào, tự nhiên mình thấy bình thường. Và bây giờ với cảm xúc bình thường này, hai anh em chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời, Hà Mai. Mời bạn nam. Mời cho bạn. Mời bạn nữ. Rồi chúng ta giới thiệu về mình đi. Dạ. Chào anh Cường Linh. Em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn gái bên kia. Em tên là Trần Văn Thuận, 29 tuổi. Em đến từ Huế. Hiện tại thì em làm kỹ sư xây dựng công tác tại Bình Thuận ạ. Ồ, để bạn gái giới thiệu cái đã. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Hảo. Năm nay em 31 tuổi. Em là nhân viên kế toán tại Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ Em Tam Bình, quận Thủ Đức ạ. À. Trời, giới thiệu dễ thương quá. Thôi mà ở Thủ Đức rồi anh kia ở gì Bình Thuận lắm hả? Rồi hẹn hò sao đây trời? Nhưng mà chúng đi chuyện công tác rồi chị Cát Tường ạ. Chắc công trình mà đó 2 tháng là xong. À, 2 tháng xong rồi chuyển vào. Dạ. Vào đây. Dạ. Không đi công trình nữa, mình kiếm việc nào cố định luôn, mình vậy là công ty nào. Nhiệm vụ anh là gì? Dạ em là kỹ thuật thi công trực tiếp tại công trường ạ. Kỹ thuật tức là về giờ bản vẽ ra là mình đọc bản vẽ rồi mình chỉ cho công nhân. À. Rồi bạn gái mình giới thiệu một chút xíu cho mình đi em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì?
Dạ, điểm mạnh của em thì em biết lắng nghe, chia sẻ, vui vẻ, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người. Còn điểm yếu của em thì em dễ xúc động, với em sợ đau, với em hát múa dở lắm. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Tự nhiên tôi muốn nói chậm chậm theo luôn vậy trời. Dạ, điểm mạnh của em là chơi được cả môn thể thao. Em hát được ạ. Hát được. Rồi, làm bài đi, sớm lên. Hát bài về Huế đi nghe đi. Dạ đồng đội. À chị Cát Đưa ơi, lâu nay chị có về Huế không? Có. Rồi em hát ba tình Huế nha. Rồi. Lòng đã hẹn thề, sao chưa về thăm Huế người ơi. Áo tím ngày xưa, tím vầng thơ, tím cả mong chờ. Một dòng sông Hương vẫn còn thương, vẫn nhớ câu hò. Ai chờ ai một bóng con đò, chiều phai rưng rức bờ vai. Tình vẫn đợi chờ, qua bao mùa xuân vắng người xưa. Phố vắng chiều mưa, tóc thề nghiêng chiếc nón ai về. Đường chiều bơ vơ, thương tình ai em vẫn mong chờ. Cung đàn xưa gợi khúc tơ sầu, biết người xưa chứ nơi mơ. Nghe rất Huế ha. Dạ. Hát hay mà hát ngọt mà. Nữa. Hay không em? Dạ hay. Ý, hồi nãy anh nói anh nhiêu tuổi? Tôi cũng vậy, tới 86 mới, tôi thích 88 gì các đứa. Bên đi 31. Hồi nãy nhất gãi hơn 2, nhì trai hơn 1 mà. Được không? Được. Được hả? Được, tới luôn, tới luôn. Rồi, tình trường em trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em chưa trải qua mối tình nào hết á. Hả? Dạ chắc có thể là do em nhỏ con quá. Thứ hai nữa chắc do môi trường làm việc của em nên em cũng không có nam. Thứ ba nữa là duyên chắc chưa tới. Bạn trai, bạn có trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Trải qua được 3 mối tình ạ. Mối tình dài nhất 2 năm. Lý do sao mà chia tay? Nhưng mà bạn nữ con học mới đại học năm 1 à. Xong hai người từ thấy là không thể. Nhưng mà thời gian này ra bạn nữ nghĩ cho em là lớn tuổi rồi vậy á. Xong là hai người tự động chia tay chứ không còn đi. Bây giờ thì anh sẽ tìm một người yêu như thế nào? Nói chung là vấn đề tuổi tác thì em cũng không quan trọng đâu. Quan trọng là cái nhìn đầu tiên mình có tình cảm á. Chiều cao thì 1m55 trở lên là được rồi. Còn ngoại hình nhìn dễ nhìn. Dễ nhìn. Dưới 1m50 được không? Em là 1m65 à. Cũng lung á, em hai người lung rồi, để con ra chắc lung luôn. Lặn với lặn cái nó trội lên. Được không em? Cái này gặp mặt rồi mình bàn sau đấy chị Cát Tường ha. Thôi gặp mặt bàn sau. Thôi nhưng mà khi gặp mặt nhiều khi xinh đẹp quá, dễ thương quá thì tiêu chuẩn nào cũng không có nghĩa gì trơn. Rồi bạn gái em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Ngoại hình thì đối với em cũng không quan trọng lắm. Chị Cát Tường nhìn được là được rồi ạ. Rồi. Dạ. Em thì em rất thích đi du lịch và làm những công tác thiện nguyện. Thì em không biết là anh Minh đó có không? Hỏi ảnh đi. Dạ anh ơi, anh có thích đi công tác thiện nguyện cũng như là đi du lịch chụp hình đồ không ạ? Có em ơi. Em thì em không thích bạn nam hút thuốc, cờ bạc, vũ phu, gia trưởng. Có dính cái nào không em? Dạ thuốc, công trường căng thẳng lắm. Lâu lâu nhưng mà hút ít à. Dạ ngay tầm chục điệu đổ lại à, được gọi. 3 điệu thôi. Dạ, cố gắng. Rồi chị Cát Tường qua coi được không? Bớt bớt chút chiều cao đi, cô này có nhỏ con lắm. Được không? Không có quan trọng đâu, quan trọng là nhìn mặt thôi. Bây giờ nếu được thì nào đám cưới? Em đã dự định chắc cuối năm hoặc đầu năm tới. Cưới đó ở mô? Cưới chắc ở trong này. Không thích cái gì ở con gái? Nói chung là con gái chảnh là em không thích. Chắc cô này biết. Thôi được rồi. Thế này nè, anh chưa gặp cô gái bên kia mà cô ấy là một người tốt đấy. Một người mà làm công việc đó là một người hết sức là kiên nhẫn, một người rất là yêu thương mọi người. Bây giờ mình sẽ qua anh coi nha. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ. Nãy giờ em nghe nói bên đó anh nói như vậy thì em có thể tưởng tượng anh nói như thế nào không? Cũng đẹp, cũng dễ thương. Dạ. Anh đi hoài à, em có lo điều đó không? Dạ cũng lo.
mình gặp mặt mình cảm nhận thôi chứ giờ anh cũng biết nói sao. Dạ. Mình hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ em đi với mẹ, với chị gái em, với anh rể em. Chào cô. Cô thấy anh bên đây như thế nào? Thấy cũng rất dễ thương. Tới được thì là rất là mừng, vui vẻ. Nhà bác có mấy người? Có mình nọ. À con một luôn á hả? Nếu mà thương thì tôi mặc rễ. Mặc rễ? Ở rễ được không? Dạ được ạ. Quá tốt chứ sao không được. Chị bên chị có ý kiến gì không? Anh chị nè. Chào Quỳnh Linh, chào Cát Tường. Dạ chào anh. Em Hảo thì rất là dễ thương, chăm chỉ học, đi làm. Còn mấy em trai bên này á thì cao, cũng đẹp trai. Anh mong là sau cuộc hẹn này mà tìm hiểu được thêm nữa thì đó là một điều rất tốt. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, trai, hôm nay em đi về hai điện thoại mấy người bạn ạ. Rồi, em nhìn nhận xét chị gái bên này như thế nào? Chị cũng dễ thương, nói chuyện nhẹ nhàng nữa. Em cảm thấy có phù hợp với anh trai của mình hay không? Chắc được, mà tuy em cũng biết nữa, tại vì anh của em thích thì được thôi. Em là từ Huế vào đó hả? Hay là ở đây? Dạ, làm ở Sài Gòn. Làm Sài Gòn luôn hả? Em gái bên kia thấy thế nào? Thì chị dễ thương, cũng được ạ. Được đó luôn ấy. Thôi, nói chung là quan trọng là ý kiến của hai người ngồi trên đây, hai nhân vật chính ha. Chúng ta kéo màn lên cho họ gặp nhau. Hãy nhìn, cảm nhận và đưa ra quyết định. Đầu tiên gặp mặt anh còn quà tặng em. Dạ, em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Em thấy anh như thế nào? Thì em thấy anh cũng được ạ. Anh thấy em cũng dễ thương. Thì hẹn hò em muốn như thế nào? Có thể thông qua internet, có thể qua điện thoại, hoặc thỉnh thoảng nếu cuối tuần có dịp thì anh có thể vào đây, hoặc nếu có dịp rảnh thì em có thể ra ngoài, không sao hết ạ. Nếu như mà mình đồng nụ hẹn hò thì em mong muốn như thế nào? Một tháng, giống như một tháng một lần, hay là hai lần, hay là ba lần, hay là bốn lần gì đấy? Cái đó chắc là phải phụ thuộc vào cái công việc của anh cũng như công việc của em. Nếu khi rảnh thì có thể một tháng 4-5 lần. Còn nếu có khi không rảnh thì tháng 1-2 lần. Cái đó em nghĩ là mình phải dựa vào thực tế thì sẽ tốt hơn. Em rất là thích đi thiện nguyện, mong muốn là mình có dịp đi. Thì anh có đi được không ạ? Nếu như mà anh sắp xếp được thì anh đi cùng em. Làm mấy cái đó thì anh cũng rất là thích. Rồi em trai em quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Quan tâm chia sẻ với nhau. Đàn ông thì phải chăm lo được cho vợ con. Em quan niệm như vậy ạ. Nếu như công việc nhà thì mình có thể chia sẻ với nhau được không ạ? Cái cùng đó nhau thì, làm được không ạ? Cái đó thì cũng bình thường. Hoặc là mình ra mình phụ rặt rau, đó cũng mình nấu cơm cũng được mà, có gì đâu. Yeah. Các bạn suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận nãy giờ như thế nào? Mình nói thật với người đối diện ha. Anh vào đây và được gặp em. Thì anh thấy em mà hình hơi lùng tí hơn, nhưng mặt thật cười thì cũng dễ thương. Thật lòng như vậy. Và nếu như mà cảm thấy mến nhau thì cho nhau một cơ hội. Dạ, em nghĩ đến đây đã là một cái duyên mình gặp nhau. Em phải đăng ký rất là lâu thì mới tới. Cho nên là em nghĩ chúng ta cứ nên cho nhau một cơ hội. Rồi. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận về đối phương như thế nào. Đây có phải là người để chúng ta có thể trao nhau một cái duyên trên sân khấu của Bạn Muốn Hẹn Hò? Rất nhiều người đang theo dõi chúng ta. Quyết định là ở các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau. Hôn đi, hôn đi. Sao? Bạn nhau hôn em được không ạ? Được, bắt gật đầu rồi đó. Những cái gì đang diễn ra rất là tốt đẹp. Mong rằng cứ thế phát huy các bạn nhé. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Rilet. Gửi tặng hai bạn viên thuốc sáng da Sakura Lacenta, tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng nhãn hiệu Senton.
gửi tặng hai bạn máy nước nóng Atlantic với tổng trị giá 7 triệu đồng. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc nha. Thì em cũng quen cũng vài người, nhưng mà có một bạn gái em không thích là tặng cho lùng, cũng tệ, hói đầu. Mời bạn nam. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Dạ em chào chị Chắc Tường. Chào bạn. Chào các bạn khán giả ở dưới. Và mời bạn nữ. Dạ em tên là Hồ Thị Kiều, năm nay em 26 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quê Đồng Tháp. Em làm nhân viên văn phòng về xuất nhập khẩu ạ. Nói hơi nhanh chút, vậy giới thiệu bạn nào đó. Dạ em tên là Phạm Minh Thiết, em đến từ Bà Rịa. Em năm nay 30 tuổi, em đang là kỹ sư cơ khí. Đang làm cho công ty xây dựng. Nhưng mà hiện giờ mình làm việc ở đâu, Bà Rịa hay thành phố? Dạ em làm việc ở Tây Ninh vậy ạ, tại vì em đi công trường. Ta nói đi hoài á, đi xây dựng cầu đường này kia nhiều bồ bịch lắm nè. Dân xây dựng bọn em vẫn có những người rất là tốt và hiền lành. Đấy, bọn em thì quan niệm cũng đi nhiều, biết nhiều và cũng đúc kết được nhiều cái kinh nghiệm. Nói chung gì cũng tùy theo người ha bạn ha. Quen nhiều không? Dạ em thì cũng quen nhiều, quen biết nhiều, nhưng mà trên phương diện là bạn bè vậy thôi. Tình yêu thì bao nhiêu? Dạ tình yêu thì em cũng quen cũng vài người, nhưng mà chỉ có một bạn gái, một mối tình thôi. Bao nhiêu lâu? Dạ nó kéo dài khoảng gần 3 năm. Một mối tình dài 3 năm đã chia tay. Rồi bạn gái. Kiều có thích bạn trai làm cơ khí xây dựng không? Dạ nếu mà anh làm cái ngành gì cũng được, nhưng mà quan trọng là cái tính trung thủy của anh. Nếu mà anh trung thủy thì anh đi nhiều, nhưng mà anh vẫn nhớ tới em thì được. Mình giới thiệu về mình một chút, về mình có những điểm mạnh, điểm yếu gì? Dạ điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, nhưng mà ngon hay không thì còn tùy vào người ăn. Có tâm biết nấu là được rồi. Dạ với lại em khá nhiệt tình, với lại sống vì gia đình nhiều. Còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một chút. Nói chung mà cũng khá nóng á. Với lại tính tình hơi thất thường khi nắng khi mưa. Bạn cũng rất là dễ thương. Thế mình tại sao mình lại chưa có ai đeo đuổi trong thời điểm này hả? Dạ chắc là cũng do môi trường làm việc của em nữa. Tại vì em làm chứng từ thì tối ngày chỉ ngồi văn phòng rồi tức là cứ đối diện với máy tính với chứng từ thôi, giấy tờ thôi, chứ không có cơ hội tiếp xúc với nhiều người. Với lại em cũng ít đi chơi. Trước giờ bạn có mấy mối tình rồi? Dạ có một mối tình hồi sinh viên ạ. Vậy chia tay lâu rồi? Dạ. Bao lâu? Chia tay chắc cũng 5-6 năm rồi chị. Như bạn nữ bây giờ á, là bạn muốn cái người yêu của mình như thế nào? Bạn có thể diễn tả có giống bên đây không? Dạ em muốn là cái anh đó về ngoại hình là anh phải cao một chút, khoảng 1m7. Bên đó cao nhiêu? Dạ cũng gần gần đó chị. Rồi ngoài chiều cao ra gì nữa? Rồi ăn mặc thì phải gọn gàng sạch sẽ. Sạch không? Anh Linh hửi hửi giùm nghe có mùi vậy anh Linh. Cũng được. Cũng được. Dạ về tính tình thì anh phải chuẩn chạc. Là một người biết lo cho gia đình với lại quan tâm người yêu. Những dạ. Điểm nào bạn không thích về người bạn trai? Dạ em không thích là bạn trai lùn, bụng phệ, hói đầu. Lùn, bụng phệ, hói đầu. Cái này thường thường là anh Linh anh hay qua lắm, mình phải qua trước. Dạ. Anh nghe cái từ mà ai không thích hói đầu anh ghét lắm. Chào chị. Lùn có lùn. Bụng phệ có phệ. Bụng phệ. Hói đầu. Có hói đầu. Hói đầu chết rồi. Được cái có má lúng đồng tiền dễ thương nè. Bạn muốn bạn gái là cái mẫu người như thế nào? Dạ thì em cũng không yêu cầu vì nhiều. Thì bạn gái của em thì có nét gì đấy dịu dàng, nữ tính. Rồi biết lo cho gia đình. Nói chung là sống với lại cộng đồng rồi cũng hòa nhã. Rồi có hiếu với ba mẹ. Vậy là được rồi chị ạ. Có điểm nào không thích ở người phụ nữ không? Em không thích trưng diện nhưng mà không biết cách làm đẹp cho chính mình. Đấy. Coi như làm đẹp mà không có đẹp hơn. Làm đẹp mà không đẹp mà còn xấu hơn nữa. Cái đó cũng bi kịch lắm. Bản thân mình thì mình thấy là mình có khuyết điểm gì không? Dạ em thì khuyết điểm thì nếu tới khuyết điểm chắc là cũng phải nhiều. Tại vì khuyết điểm của em là thứ nhất cái điều mà quan trọng nhất là em hay quên tên cái người mà lần đầu tiên mới gặp ấy. Nãy giờ nhớ biết bên đây tên gì không? Em thì em nghe là tên Kiều. Dạ. Cũng quên nha. Tại vì đây ấn tượng quá nên là em khó quên. Rồi, gì nữa? Với lại em thì cái khuyết điểm thì nhiều lúc mình thật thà quá là làm cho mình cái khuyết điểm. Nó vừa là sở trường nhưng mà vừa là
khuyết điểm luôn. Thôi được, cơ bản là thấy được rồi đó, mà không biết bên này thấy được hay không chứ Tường là thấy được rồi đó. Những cái yêu cầu em đưa ra thì thấy hoàn toàn là ngược lại hết á, thì thấy được. Không thích người lùn hói đầu. Bụng phệ nữa. Bụng phệ nữa. Dạ tại vì thấy không thích là không thích thôi anh. Người ta thì nói là ghét của nào trời trao của đó đó. Thí dụ lỡ yêu gặp cái người vậy rồi sao? Dạ tới đó cô không biết nữa, chắc kêu anh đi mua thuốc mọc tóc luôn. Rồi anh bên đây dễ thương lắm nha. Đấy, chuẩn bị đi. Hôm nay mình đi có người thân nào đi theo ủng hộ mình dạ, không? Dạ có, em gái ạ. À, chào em. Dạ em chào cô Cát Tường và chú Yên Linh ạ. À, bình thường chị có kén lắm không mà sao chưa có bạn trai vậy? 5 năm rồi. Dạ chị rất là kén luôn. Dạ có nhiều người theo đuổi mà là chị không chịu. Ồ, có nhiều người theo đuổi lắm hả? Dạ. Nhưng theo em thì chị em chịu anh này không? Chắc là chịu. Bạn trai có đi với người thân không? Dạ không anh, tại vì em cũng sắp xếp có người thân đi nhưng mà do là bận quá nên là không ai đi. Bây giờ mình sẽ có 2 phút gặp nhau nha. Dạ. Thôi kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Anh tặng em bông hoa. Dạ cảm ơn anh ạ. Em có rung không? Dạ hơi rung. À thì anh nghĩ là với là một cái khán phòng như thế này thì anh cũng rung nên không phải em đâu, nên bình thường đi. Anh sẽ hỏi trước nha. Dạ. À thì em quan điểm thế nào về tình yêu và gia đình? Về tình yêu thì em nghĩ là yêu nhau là phải nghĩ tới tương lai và phải đặc biệt phải chung thủy. Còn về gia đình là mình sống là phải sống vì gia đình, quan nói chung là cái gì cũng phải nghĩ tới gia đình hết, tại vì gia đình là một cái nền tảng như là một cái chỗ dựa cho mình. Em có thích mạo hiểm không? Dạ không, em sợ, em nhát á. Anh có thế này nha, nếu mà trong công việc anh ấy dạ. thì anh đang có công việc cố định nhưng dạ. đến một cái lúc nào đấy thì anh như người chồng của em đi dạ. và sẽ là có nói chung bỏ ngang ở đấy để tạo một cái gì đó, cái bước gì riêng cho mình dạ. thì em có sẵn sàng đi theo để ủng hộ hay là cổ vũ không? Thì như anh nói thì em thấy nếu mà cái đó là một cái chí hướng của anh thì dĩ nhiên nếu mà đã yêu anh thì phải ủng hộ anh chứ. Cái đó là cũng mạo hiểm đấy. Như là có thể được mà có thể mất hết á. Dĩ nhiên là phải ủng hộ rồi. À rồi. Tại vì rồi, em cũng thích một người có chí hướng. Ừ. Như anh nói là anh làm ở Tây Ninh như vậy á. Rồi nếu mà quen nhau thì anh có thường về Sài Gòn không hay là anh làm ở Tây Ninh ở đó luôn không có về? Anh thì đi theo công trình nhưng mà có việc thì anh vẫn bố trí rồi về. Thầy cảm nhận gì trong đôi mắt của nhau? Anh, có chút gì đó tình yêu chưa? Anh nói câu cuối nha. Dạ. Anh thì chắc có vẻ là anh dân công trường thì anh là một chàng trai rất là khô khan trong tình cảm lắm. Nhưng mà nếu mà yêu em ấy dạ. thì anh hứa là sẽ cảm ơn vun đắp cho tình yêu của mình là mãi là bền vững. Dạ. Còn bạn nữ hứa gì với bạn trai đi? Dạ thì nếu mà em với anh có yêu nhau á thì anh có đi đâu chăng nữa thì cũng hãy nhớ là em ở nhà luôn sẽ chờ anh. À. Trời ơi. Hay quá. Bây giờ hát một bài gì đó tặng nhau đi. Vậy thì anh hát một khúc trong cái bài Tình Em Là Đại Dương của ca sĩ nhạc sĩ Duy Mạnh. Yeah. Từng con sóng xô ngoài khơi, từng cánh chim bay thấp thoáng, bước đi trong tiếng sóng gửi cho ta về những kỷ niệm. Ngày xưa mỗi khi hoàn hôn, mình lại cùng ra đây quăng quýt bên nhau, cùng với sóng với gió ta đã hòa chung tiếng ca. Rồi hợp rồi đó. Hai người song ca ấn tượng lắm á. Bằng nhau. Bằng nhau. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định xem đồng ý hẹn hò hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Như vậy là chúng ta đã hẹn hò với nhau sau những giây phút trao đổi và nhìn thẳng vào mắt nhau. Nắm tay nhau. Cảm thấy thế nào? Dạ. Tay lạnh nhưng mà trong đấy ông. Ồ, tay lạnh mà. Về Đồng Tháp đẹp lắm các bạn nha. Đồng Tháp hay lắm, Tháp 10 đẹp nhất bông sen đấy. Yeah. Đây gửi tặng các bạn những cái chiếc vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có không gian thật là lãng mạn. Gửi tặng các bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ cảm ơn. Ngon anh chị. Nào nắm tay nhau đưa đi xem phim.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, xem họ có cũng đồng cảm với nhau hay không. Hả Mang? Một chuyến đò hay là hai chuyến đò, cái đấy không quan trọng. Anh có kế hoạch gì cho tương lai gần? Một cái ngôi nhà nho nhỏ trên Đà Lạt đủ để hai trái tim chui vào không chui ra nhá. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn ngồi. Em chào chị Cát Tường và chào bạn gái đang ngồi đằng sau bên tấm rèm. Và chào các anh chị đang ngồi ở dưới. Em tên là Nguyễn Văn Hải. Năm nay em 38 tuổi. Em ở Bắc Linh. Em đang là nhân viên của một công ty sửa máy. Sửa máy? Vâng ạ. Sửa máy gì bạn? Em năm giáp máy công nghiệp chị ơi. Em xin giới thiệu, em tên là Đào Thị Thành, năm nay 37 tuổi, là giáo viên của trường tiểu học ở Bình Dương ạ. Bạn ở chỗ nào Bình Dương vậy? Dạ ở gần chỗ mấy trường đại học ở Bình Dương á anh. À rồi, cách mình 3 cây. Mình ở ngay chỗ siêu thị Mấy Châu ạ. Dạ. Rồi, bình thường thì ngoài giờ dạy, mình lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Em rất là mê nhạc, lúc buồn lúc vui rồi cũng nghe. Tối có thể cà phê với bạn bè. Rồi em cả làm bên bảo hiểm cho nên thời gian cũng khá là... Làm nhiều như vậy mà tại sao chưa có bạn trai? Thực ra thì trước đây em cũng từng kết hôn và đổ vỡ cách đây cũng 8 năm rồi. À, mình đã có kết hôn một lần rồi. Dạ. Mình có cháu nào chưa? Dạ chưa. Và trong suốt 8 năm qua thì mình chưa gặp được đối tượng nào đồng cảm với mình sao bạn? Dạ thực ra thì cũng có người này người kia giới thiệu rồi tìm hiểu. Rồi mình cũng có gặp nhưng mà thấy không có hợp. Và cũng có lẽ là do một lần như vậy thì hơi khá là thiếu niềm tin. Với lại cái suy nghĩ mình càng ngày càng khó hơn. Dạ. Rồi bạn trai sao? Cảm giác sao? Khi nghe bạn gái bên kia chia sẻ. Cái điều đấy không quan trọng đâu bạn gái ạ. Điều quan trọng nhất là cái tình cảm thôi. Chủ yếu là cái tình cảm dành cho nhau. Chứ còn cái chuyện mà qua một chuyến đò hay là hai chuyến đò, cái đấy không quan trọng cả. Cái tâm hồn làm sao thoải mái là được. Cái con đường tình trường của bạn như thế nào? Con đường của mình thì nói chung là cũng có đổ bể một lần. Của mình thì mình chỉ đi đăng ký để gọi là chẳng khác gì người ta gọi là cái chỗ đặt chân vào trước ấy cậu. Thì trong cái lúc mà để chờ đợi để đám cưới thì chẳng may là gia đình nó có cái chuyện không lành, bố mình đâm ra là bị mất. Thế là mình thì ở ngoài Bắc mình có cái tục lệ là để tang 35 ấy cậu. Thế là đâm ra là bạn gái thì cứ sợ để năm 35 xong thì mình không lấy nữa, nên là bạn gái của mình bỏ đi lấy chồng trước. Thế là từ đó mình cũng vào trong này, mình lập nghiệp ở trong này thì cũng không thèm quen ai cả. Em có thể hỏi ảnh những cái, hoặc là đưa ra cho ảnh những cái yêu cầu nào mà em đang cần muốn tìm một người như thế nào? Hiện tại thì bây giờ anh làm ở, anh nói cách em 3 km, nhưng mà rồi là anh ở với gia đình. Hiện tại thì anh đang ở trọ ở chỗ Metro á, siêu thị Metro như anh làm ở dưới Sóng Thần á. Anh vô trong Nam này được bao lâu rồi ạ? Anh vào trong này được 8 năm rồi. 8 năm. Ý định của anh nếu mà sau này mà lập gia đình thì anh có kế hoạch gì cho tương lai gần sắp tới đây ạ? Nếu mà cái việc mà thành thì một là anh em mình sẽ không ở Bình Dương nữa. Thì anh em mình sẽ về trên Đà Lạt, nơi có thung lũng tình yêu đấy em. Ủa anh có cái gì trên Đà Lạt? Anh thì anh có một cái ngôi nhà nho nhỏ trên Đà Lạt em ạ. Đủ để hai trái tim chui vào trong chui ra nhá. Có thiệt không hay là trong mắt? Nói thiệt hay là nó giỡn vậy? Cái đấy là có đấy chị ơi. Tại vì là ngày xưa là em đóng quân ở trên Đà Lạt. Xong rồi là em mua cái miếng đất ở ngay trường luôn. Em định chuyển vào công tác nhưng mà xong rồi nghĩ ở trong đấy cái lương lúc đầu ấy thì nó không được trọn vẹn lắm, thế này em xin ra. Anh hồi xưa học ở đâu anh? Anh học ở trường học viện lục quân Đà Lạt. Em thì thật ra là công việc của em ở Bình Dương cũng là khá là ổn định, với lại từ nhỏ tới lớn mà cũng sinh sống ở đây. Thì nếu mà ở xa như vậy, với cái nữa là em có cái dở đó là đi xe, rất là hay bị say xe. Mà cha mẹ thì cũng ở hết bên Đồng Nai hết rồi.
Tức là không muốn đi Đà Lạt đúng không? Dạ. Ở Bắc Giang ở đó hát quan họ được không? Nhưng em hát được ạ. Hát được, tặng bạn gái bài tặng đi. Bạn gái bài đi bạn. Vâng, em sẽ hát bài Đi tìm câu hát Lý Thương Nhau. Thương nhau tình thắm ôi à nghĩa tình, nghe câu hát anh đi tìm người hát câu hát Lý Thương Nhau. Anh ra vườn dừa em lại sang đồng mía, anh lên rừng quê em lại xuống nương dâu, anh đi tìm em ở nơi nào. Anh ra vườn dừa, dừa sum xê chai, đưa tay anh hai như mãi đợi chờ ai. Thế rồi ạ. Tôi diễn tả nè, diễn tả bên kia nghe nè. Bên đây anh hát rất là feeling, mắt mơ mơ màng màng nghĩ tới vườn dừa vườn chuối. Mà anh hát cái này âm điệu đúng không vậy ta? Bài mình chưa nghe mình cũng không hiểu luôn. Nó cũng hơi lạng qua lạng tới chút xíu. Sao nó cao thấp nó hỗn độn quá vậy? Chị em cảm nhận giọng hát của anh sao? Em cũng hơi giống chị. Giống chị là sao? Nghe cũng chưa ra cái bài mà mình thường nghe. Nhưng mà thôi, có tấm lòng như vậy là rất là tốt rồi. Đó. Nhưng mà anh nói nghe nè, mỗi lần giận lên á, em kêu anh hát anh hết giận liền à. Đơn giản vậy thôi. Hài hước dễ thương lắm, mặt dễ thương lắm. Hiền. Nãy giờ anh ngồi anh vuốt cái đùi tao, nó ngon cái quần luôn rồi đó. Em tưởng tượng một người như thế nào? Dạ, em cũng chưa có tưởng tượng ra đâu, nhưng mà em nghĩ chắc cũng khá là lãng mạn đó, theo như anh nói. Cũng hài hước lắm, dễ thương. Dạ. Chưa biết thế nào ha. Dạ. Không thích gì khi mà chúng ta có một người bên cạnh? Tức là không thích cái, những cái điều gì? Dạ, em thì nam thì em không thích hút thuốc. Em không có ngửi được mùi. Hút thuốc được không? Em không ạ. Không rồi, được rồi. Có nhậu nhiều không ạ? Nhậu được càng ghét luôn. Không nhậu luôn. Còn gì nữa? Dạ thôi được rồi. Được chưa thầy ha? Chắc ổn rồi. Ủa bạn dạy là dạy môn gì? Dạ em dạy môn âm nhạc. Dạy âm nhạc? Hồi nãy giờ chấm học trò bển hát được nhiêu điểm? Khỏi chấm. Mới được chấm, bây giờ hát luôn đi. Rồi mời cô giáo hát một bài. Nếu anh quê ở Bắc Giang hay Bắc Ninh gì đó thì em xin đáp lại một bài hát danh ca quan họ Bắc Ninh, bài hát Hoa Thơm Bướm Lượn. Hoa Thơm Bướm Lượn. Ơi hoa tôi là nay đóa hoa thơm, ô tình là con bướm lượn, ô tình là con bướm dạo ơn. Bơ cái duyên có á ru hơi, bơ cái duyên có cái duyên có á ru hơi. Bướm lượn là bướm ơi à nó bay, bướm dạo là bướm ơi à nó bay. Xin hết. Cô giáo người ta hát có khác không? Bướm lượn lượn có khác liền. Kệ nó, mỗi người có tính cách khác nhau. Rồi, mình qua mình coi. Hai người này hát bổ sung cho nhau được nè. Anh này ảnh sao? Làm chờ chuyện. Mặt cái giọng hát khác nhau. Có ưu điểm gì? Em thì có ưu điểm nấu ăn. Sở thích thì bóng đá. Và buồn thì đi uống cà phê với bạn bè hoặc cùng mình. Ví dụ như bây giờ cổ là cổ không có chịu đi lên Đà Lạt đâu. Vậy ngôi nhà trên Đà Lạt tính làm sao? Rồi giờ ở Bình Dương được không? Cũng có thể là nếu mà em là nghĩ như vậy rồi thì chắc là anh lại phải bán cái căn nhà đấy, em theo anh lại theo làng thôi. Đúng rồi, bán nhà Đà Lạt mua nhà với Bình Dương, đúng không? Em có chịu thế không em? Dạ, em cảm ơn chị Cát Tường đã thương lượng giùm cho em. Thế cho em hỏi là theo anh thì trong gia đình thì tài chính ai là người quản lý tốt nhất? Đó. Nhưng mà trong tài chính thì cũng có thể là em dẫn 99%, còn để là anh một xíu, anh chẳng hạn như mời bạn bè đi uống cà phê chẳng hạn, nó phải chi tiền vợ kỳ quá. Rồi. Dạ, cái đó thì đơn giản. Người ta đã nhượng bộ. Không, cái đấy anh phải nói trước chứ không mình nữa về trong rồi lúc nào cũng cào nhào vợ mệt lắm. Người ta nhượng bộ mình, ta chịu bán cái nhà Đà Lạt về Bình Dương là được rồi. Được rồi, anh nói thẳng là 99% em giữ. Hợp lý. 100 để ảnh, coi như có 100.000 đưa ảnh 1.000 thôi. Hợp lý. Chắc là điên kem quá em ạ. Vậy đi. Rồi bây giờ mình có người thân đi theo không?
Em thì hôm nay không xin được người thân đi theo được. Còn bạn nữ? Bạn nữ mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Em cũng hơi đông á, em có một người cô, em Út ngồi kế bên với em trai, với chị gái nữa. Muốn hỏi ý kiến của cô ạ. À. Cô xin chào Cát Tường, xin chào Quyền Linh, xin chào bạn. Vâng, cảm ơn cô. Bây giờ cô thì thấy thế này, giờ hai đứa thì đều đã lớn tuổi. Tất nhiên là mục đích lên đây với chương trình là muốn nghiêm túc. Theo cô thấy thì mới gặp nhau nói qua nói lại một chút thì có khi chưa hiểu nhau nhiều. Thì nên cho nhau cơ hội. À, theo cô nghĩ là vậy. Yên tâm à, quá yên tâm luôn. Cảm ơn cô ạ. Vâng, cảm ơn cô. Nghe cái thấy nhẹ lòng rồi. Rồi bây giờ mình kéo mặt lên cho hai người gặp mặt đi. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Bắt đầu bạn. Chào anh. Mình có hoa tặng bạn. Cảm ơn anh. Cậu hỏi trước hay mình hỏi trước? À quên, dạ. Em hỏi trước hay anh hỏi trước vậy? Thì bây giờ cho em hỏi trước đi ha. Rồi anh chấp nhận luôn. Anh có cảm nhận như thế nào về em? Em thì nhưng mà ngoài sự tưởng tượng. Cô giáo cảm nhận anh này như thế nào? Em nghĩ là cũng một người cũng là có suy nghĩ cũng thiết thực mà cũng thẳng thắn chia sẻ. Nếu mà hiểu nhau rồi thì người ta tiến tới hôn nhân trong bao lâu? Nhưng mà rút ngắn được thời gian càng tốt, như đừng giãn dư cây dây chun. Dạ. Là khoảng là bao lâu anh? Trong vòng lộ, nếu mà có được chăng nữa thì cứ qua cái ngày ông trời ông hay mưa ấy, hai anh em mình cưới. Tháng 7 mưa ngâu đấy ạ. Tháng 7 năm nào? Thì tháng 7 năm sau cứ sao đó. Em có nhiều người bạn có hỏi khi nào cưới, nói năm sau cứ gặp cái này năm sau nữa. Thì cái việc đấy thì đúng rồi, tại vì sao mình chưa được tìm được đối tượng thì lúc nào phải hứa mà em. Dạ. Rồi bây giờ anh hãy tỏ tình gì cho bạn ấy yên tâm đi. Nếu mà được thì em có thêm có sẵn sàng không em? Em nghĩ thì ở đây cái thời gian để hai người mà chia sẻ về nhau cũng không nhiều. Thì mỗi người em và anh tự cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu thêm. Tốt thì có thể làm bạn đời, còn không nếu không hợp thì có thể là bạn ngoài đời. Ok. Em nghĩ là vậy. Chuẩn bị. Mời bạn để tay vào nút bấm phía sau. Mình đều là những người đã từng trải, suy nghĩ thật là chín chắn. Và bây giờ là lúc mình lắng động để nghe nhịp đập trái tim của mình. 3 2 1. Thấy cái dấu hiệu trái tim nổi lên trước ấy. Cô giáo nôn nao lắm hay sao? Em không nghe, hồi sau em nghe em đếm là 2, bên này 1 tới 1 em đang bấm. Sau 8 năm nay kén chọn lắm mà lần này bấm trước. Cảm giác trong người hiện giờ thấy như thế nào? Nắm tay nhau cái đã. Dạ. Nắm tay mới truyền điện được. À, bạn thấy như thế nào? Cảm nhận ban đầu thì cũng hơi có thiện cảm chút xíu, cho nên em nghĩ nên cho nhau cơ hội. Anh cũng mong rằng cái cơ hội đấy nó là sự thực. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có những buổi xem phim thật là tuyệt vời. Dạ, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn chương trình. Em chào anh chị. Anh diều em về đường về nhà em qua phiến đá xanh xanh. Em là thích lại là rất là vui khi mà mai mối cho những cặp đôi mà họ có những cái hoàn cảnh nó hơi trắc trở chút. Hơi eo lè chút với lại là hơi lớn tuổi chút á, thì mình cảm thấy cái việc làm của mình nó anh thích quá. Anh thích thấy mà hai người nắm tay nhau đi xa thật xa ha, dìu nhau đi xem phim. Có mấy mối tình rồi? Đã trải qua một lần đó. Ngày nào vợ chồng chồng, bây giờ Trăng Khuyết còn mong chi tròn. Em nghĩ là ba mẹ sẽ rất là tôn trọng cái quyết định của em, mặc dù là cũng sẽ rất là mong muốn cái điều gì đó rất là tốt nhất cho con gái của ba mẹ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu trước. Em chào chị Cát Tường. Rồi chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ em tên Hồng Quyên, em ở Đồng Nai chị. Quyên năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em nay 34 rồi. 34 tuổi? Dạ. Làm dữ vậy, 34 mà làm gì la dữ vậy? Ủa Quyên làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên kinh doanh của một công ty về bất động sản ở dưới Đồng Nai đó chị. Và mình đợi bạn nam mình ra đi ha. Dạ. Xin mời chàng trai.
Nguyễn Linh. Rồi, chào bạn. Chào chị Cát Tường. Chào bạn nữ bên kia. Xin chào quý vị khán giả. Anh tên gì? Em tên là Nguyễn Công Trực, 36 tuổi, đến từ Bình Long. Nguyễn Công Trực. Dạ. Cái công việc chính mình là gì anh? Thì công việc chính của mình là tư vấn thiết kế và quản lý dự án các cái công trình bên xây dựng dân dụng. Quá hợp. Cô bên kia bất động sản mà đều quản lý dự án. Coi như cặp này kết vô là làm giàu lắm luôn nè. Ngon luôn. Xây nhà liền luôn. Xin lỗi anh, có mấy mối tình rồi? Đã trải qua một lần đò. Ủa mình lấy nhau lâu chưa mà mình chia tay anh? Tụi em kết hôn cũng được gần 2 năm. Có bé nào không anh? Chưa chị. Dạ. 2 năm mà chưa có bé nào hết. Dạ. Tại vì lúc cưới xong thì bà xã đi quay qua học văn bằng 2. Thì học xong thì cô ấy tìm được một cái dạng này chia sẻ dự án trên mạng đó. Ở bên nước bên Úc người ta cần công tác viên đó. Thì cô ấy tìm được cái dự án đó cho nên cô ấy muốn đi theo cái hướng đó. Cho cô đi luôn. Thì cũng đang chuẩn bị. Có bàn với anh không hay là... Thì cũng hai vợ chồng bàn nhau rồi thống nhất xong nó mới đi đến cái giai đoạn là ly hôn nhé. Bàn hay quá vậy. Chấp nhận. Còn yêu không anh? Khi tìm hiểu được một cái câu nói ở trong cái kinh Phật là như thế này: ngày nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn, cho nên thì thôi. Bạn kế tiếp. Nếu mà nói về mong muốn một người bạn kế tiếp á, thứ nhất thì mình mong muốn đó là một người đó làm được vai trò của một người bạn để chia sẻ được những cái điều mình muốn nói. Thứ hai đó là vai trò của một người vợ cũng biết chăm sóc gia đình. Thứ ba là vai trò của một người tình, để sau khi giai đoạn kết hôn rồi thì cũng phải biết làm mới tình cảm. Nữ mình nghe ảnh có một lần đò như vậy thì mình có vấn đề gì không? Ví dụ gia đình mình có đồng ý hay không? Em nghĩ là ba mẹ sẽ rất là tôn trọng cái quyết định của em, mặc dù là cũng sẽ rất là mong muốn cái điều gì đó rất là tốt nhất cho con gái của ba mẹ. Cho nên là quyền quyết định cuối cùng thì vẫn là em thôi. Và bạn có mấy bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, mối tình mà sâu đậm và gọi là mối tình trọn vẹn thì chỉ có một duy nhất thôi chị Cát Tường. Chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay cũng hơn 2 năm rồi chị. Mình có cái điểm mạnh gì không? Ưu thế của mình là gì? Dạ, ưu điểm là sự duyên dáng ngọt ngào và rất là chân thật. Những cái điểm yếu? Em ăn chậm. Nói chung ăn lâu, ăn kỹ lắm nên là rất là chậm. Sẽ giống con tôi quá rồi. Con tôi ăn chậm lắm luôn á. Con tôi ăn chén cơm nửa tiếng á. Mình có sở thích gì không? Dạ, em thích nghe nhạc, em hát, thích hát. Bạn có thể hát tặng mọi người một khúc nào đó mà bạn thích. Em thì rất là thích học mà môn tiếng Anh cho nên em sẽ hát một bài hát tiếng Anh nha chị. Quá tốt. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Is this burning and internal flame? I believe it's meant to be, darling. I watch you when you are sleeping. You belong to me. Do you feel the same? Yes. Quá tuyệt luôn. Quá hay. Hay quá. Cô ấy hát rất tình cảm. Anh hiểu gì không anh? Hiểu được chích liền. Tôi cũng hiểu luôn. Hai anh em mình đâu hiểu nghe hay là được rồi mà anh thôi, thấy hay không? Thôi bây giờ bên đây không hiểu. Bây giờ anh hát sao cô gái hiểu? Mà tôi biết dân miền Tây mà Vĩnh Long nữa là cải lương. Hát giọng cổ được không? Cũng chút chớp. Lên câu liền. Có đều là tại mấy bên này cảm. Cảm cậy nó. Được khúc nào hay khúc nấy. Đúng rồi. 2, 3. Gió lên lay động qua bằng lăng qua thước tha. Qua diễm kiều, qua mặn mà. Mà qua tươi thắm lắm qua ơi. Cũng như câu chuyện tình ta ngát hương. Quá là tại hạ xin bái phục, bái phục. Cái đó là như anh bị cảm á, chứ đúng là phải hát cái gì đều. Gió lên lay động qua bằng lăng thước tha. Cảm. Qua diễm kiều, qua mặn mà. Ca như vậy là hát đốt vậy mới được. Đốt hết mấy cái phòng karaoke đó.
Hát vậy là mấy phòng karaoke rồi đó? Cháy hết. Cháy hết luôn á hả? Chừng nào? Không hiểu, tôi đi về bãi này mệt quá. Không phải, thì tôi tán cặp mắt này ngộ quá à. Cặp mắt gì mình nó không thấy được đâu. Tế nhị. Em chào anh Vinh. Sit up đi. Thank you. Bây giờ người ta sổ lại cái là đứng hình nữa, tự mình làm khó mình nữa hả? Nói thật sự là nãy giờ nói chuyện chút xíu thôi, nhưng mà Linh đánh giá anh là người rất là thật tình. Anh cùng quê với anh chứ gì nữa là anh. Anh ở Tiền Giang. Vậy hả? Nhưng cũng người miền Tây. À nãy anh nói là người miền Tây lúc nào cũng chân thật hết rồi. Đúng rồi. À, mình có đặt ra cái mẫu người lý tưởng của mình là như thế nào không? À, em thích người đàn ông của em là sẽ cao hơn em, cũng to con. Dạ, để đi cặp đôi thấy còn hợp với nhau chứ không. Nhìn kỳ lắm. Rồi em thích là ăn nói có duyên, có khí hài hước. Anh có người nhà đi theo đúng không anh? Dạ có. Rồi, chào chị. Dạ em chào anh chị. Chị là gì của anh? Dạ em là nhân viên của anh. Thấy bên kia làm sao? Em thấy thì cũng được nhưng mà chưa biết anh như thế nào. Tính anh khó không? Anh khó, anh mới ế tới giờ anh. Đã có ai theo ủng hộ mình không? Dạ có mấy người em đâu? Là bạn. Mấy người em đâu? Rồi chào cả nhà mình luôn. Dạ em chào anh chị. À, chào em, là bạn hay là đồng nghiệp? Dạ, em là em gái. Em ruột hả? Dạ không, em họ. Em họ. À, thấy cái anh bên kia sao, có hợp với chị mình không? Em nghĩ là chắc anh là người thật thà, chân thành. Dạ. Thật thà, chân thành. Như đó cũng đủ rồi. Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp nhau. Kéo màn lên. Hai phút bắt đầu, mời anh. Rồi, chào. Chào anh. Rất vui được biết em. Dạ, em cũng vậy. Nãy nghe nói em ở Đồng Nai. Dạ. À, thì anh thì anh ở Vĩnh Long. Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến phà xưa, cho nên bây giờ cũng dễ lắm rồi. Tưởng hát nữa chứ. Em, nếu như mà mình đến với nhau, em có thể em về Vĩnh Long công tác được hay không? Em thì rất là muốn ở gần ba mẹ, không muốn ở sống xa gia đình. Thì đó giờ là cũng ở với ba mẹ, thành ra là công việc của em thì cũng ở Đồng Nai nữa. Thành ra em chỉ... Quanh quanh Đồng Nai. Dạ. Theo anh thì trong hôn nhân là điều gì là quan trọng nhất? Anh nghĩ đó là cái sự tôn trọng. Vậy còn trong tình yêu, cái điều gì ý nghĩa nhất với anh? Thì anh nghĩ đó là cái sự hai người cùng nhìn về một hướng, cùng một cái suy nghĩ về một cái vấn đề. Anh có dự định là mình sẽ có cái công việc ở Đồng Nai không? Hiện tại thì anh đang làm cộng tác viên cho một cái công ty tư vấn thiết kế ở trên này. Nhưng mà cái thị trường của anh vẫn là thị trường Vĩnh Long. Ở trên này tức là ở thành phố Hồ Chí Minh ha? Ở thành phố Hồ Chí Minh có một cái công ty. Thì công ty của anh làm cộng tác viên của công ty trên này. Chia sẻ dự án ở dưới làm. Cảm nhận về nhau đi. Trong em thì cũng... Về ngoại thất thì thấy cũng ổn ổn. Không biết ý em sao. Ngoại thất là sao? Đúng là kiến trúc sư nói chuyện. Mình phải dùng những cái từ chuyên ngành để nói cho nó hài hài. Hài hài hả? Cái nội thất thì sao? Nội thất này từ từ rà mới biết. Muốn hài có hài đó. Em thấy nội ngoại thất của ổng sao? Thật sự là em mong đợi anh cao hơn chứ. Tại vì anh biết sao, em thích mang giày cao gót lắm. Mà nếu mà em dạy mang giày cao gót, cái nhìn em cao hơn ta kỳ lắm anh. Đâu sao đâu. Không sao, giờ anh thấy nhiều cô là cao hơn chồng đi ngồi ngồi ngoài đường có sao. Chồng còn tự hào nữa, trời tôi lùn hơn vợ tôi. Hay quá. Sở thích mình có thể mình điều chỉnh theo cái người yêu mình mà chứ em. Đâu phải mình cứ bảo cái sở thích mình là như vậy là bắt buộc. Đâu, hai người đứng lên đo thử cái coi, thấy anh cũng cao mà. Đó, anh đứng lên coi xứng đôi không? Được mà. Đúng quý vị. Được rồi. 34 tuổi rồi đó. Nữa. Về ghế rồi bấm. Chú nhân. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để suy nghĩ mình có đồng ý nhấn nút với nhau hay không. 1 2 3. Không tin vào mắt mình luôn hả?
xứng đôi mà, đẹp đôi. Đẹp mà. Nắm tay nhau thử cho anh. Cười khoái rồi. Sao cười. Bạn lại đồng ý nhấn nút chọn ảnh, nãy bạn không chịu đi xa mà. Em cũng muốn hai người sẽ có thêm cái cơ hội cho nhau. Rồi sẽ tìm hiểu thêm nữa thì mình mới biết được là mình sẽ phù hợp như thế nào, rồi mình mới dạ tiến tới hôn nhân được. Chúc mừng hai bạn. Đây, tặng cho hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đây là cậu bé dạ, cảm ơn phim. Anh chị. Chúc hai bạn cảm ơn chương trình. Thật là nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống, và đặc biệt là chúng ta sẽ tìm đúng một con đường để đi chung. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Linh, cảm ơn chị Cát Tường. Mối tình sâu sắc em nghĩ chắc chỉ có một thôi. Mẹ cô ấy đi cưới bói, nói là hai tụi em nếu mà quen á, có thể là đi dắt nhau ngoài đường đem tin. Rồi bói ác vậy trời. Rồi, cặp đôi đầu tiên thì tôi tin tưởng, tin tưởng là một ngày mai tươi sáng rồi. Còn cặp đôi thứ hai thì như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Hả mà. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Bạn tên là gì? Em tên là Vũ Thái Dương. Năm nay em 27 tuổi và là giáo viên tiếng Anh. Giáo viên tiếng Anh. Teacher English. The English teacher. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường. Chào em tên gì? Dạ, em tên là Thùy Duyên, hôm nay em 26 tuổi ạ. Duyên 26 tuổi, Duyên đang công tác ở đâu? Em làm bên bán hàng chị. Buổi sáng thì em đi học, còn buổi chiều thì em đi làm. Học cái gì nữa? Dạ, em học bên kế toán chị. Rồi cái hết giờ hẹn hò luôn. Dạ đúng rồi, vì ngủ chứ không hẹn hò nữa. Kết thúc một ngày của bạn là lúc mấy giờ? Dạ lúc 10 giờ 1 rưỡi ạ. 11 giờ rưỡi đêm á hả? Dạ. Ngủ hả? Dạ. Nhưng mà mình gái mình đi đêm hôm ngoài đường mình thì không sợ, không ngại gì trơn hả? Dạ có chứ chị, có sợ lúc đầu có sợ, nhưng giờ thì riết cái quen rồi chị. Giờ cũng đang cần người để bảo vệ á. Đúng rồi, phải cần người bảo vệ chứ, một mình thân gái dặm trường. Dạ. Đường xá xa xôi. Yên tâm lắm. Có thầy giáo English teacher bên đây rồi. Bảo vệ được không? Em nghĩ là chắc là dư sức ạ. Tại vì em có học võ vài năm cũng vật lộn dữ lắm ạ. Mà đã trải qua mấy mối tình rồi? Mối tình sâu sắc em nghĩ chắc chỉ có một thôi. Còn thoáng qua thì chắc cũng nhiều nhiều đó. Khá khá. Dạ dạ. Mối tình sâu sắc tụi em chia tay là bởi vì mẹ cô ấy đi coi bói. Rồi thầy bói nói là hai tụi em nếu mà quen á thì sau này có thể là đi dắt nhau ngoài đường đi ăn xin. Rồi bói nó ác vậy trời. Nó nên là cô ấy chủ động chia tay với em. Vì là cô đó coi thầy bói hơn bạn. Dạ em cũng nghĩ là vậy ạ. Nhưng nếu mà yêu mà tại sao mình không đấu tranh quyết liệt luôn, mình bằng mọi cái cách mình gặp thầy bói đó, bằng mọi giá mình mời thầy bói lại ngồi ba mặt một lời luôn. Dạ nếu mà em tìm được nhà ông thầy bói thì chắc tránh cái ngày đó là ngày nhà thầy bói xui xẻo đó. Sao nó dỗ ông? Dạ không, em sống theo pháp luật, làm việc theo pháp luật. Thế nãy giờ nghe anh nhà mình có mê tín dị đoan không? Dạ có không. Có coi tuổi gì không bạn? Dạ không. Không coi tuổi hết trơn, tuổi nào cũng được trơn phải không? Yêu là lấy thôi đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà lớn hơn em chứ đừng nhỏ hơn em. Rồi, mình giới thiệu về mình một chút xíu đi, những ưu điểm của mình. Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, hay cười. Hay cười? Dạ. Những cái điểm yếu của mình? Điểm yếu của em thì em hơi hơi nóng tính, với lại có đôi lúc hơi buồn buồn điên điên á. Buồn buồn điên điên là sao? Đang ấy mà ai mà đụng em là em đánh người ta luôn. Trời đất ơi. Dữ vậy. Rồi đó vậy. Dạ sao em chạy nhanh lắm. Dạ chưa. Rồi đừng đánh bậy nha. Dạ không dám. Đánh bậy giờ buồn buồn đánh lại mệt lắm luôn. Dạ đúng rồi, em đâu có dám đâu. Trời đất ơi. Nhưng mà bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ nếu mà mối tình thì em chỉ có một mối tình hồi năm cấp 3 thôi à. Cấp 3 là giờ gần cả chục năm. 7 năm rồi chị. Tới giờ luôn không có mối tình nào hết. Dạ. Bà nghĩ nguyên nhân tại sao là? Chắc do gia đình mình cũng hơi khó khăn một tí xíu, với lại công việc của em cũng nhiều. Như đi học chị đi làm thì nó cũng không có thời gian để quen. Bây giờ muốn có chồng chưa? Muốn có người yêu chứ, còn có chồng thì để sang năm hoặc là năm nữa cũng được chị. Đúng rồi, bây giờ dạ. Phải có người yêu rồi mới tìm hiểu mới lấy chồng được chứ. Không dạ, có người rồi. Yêu sao lấy chồng, đúng không? Dạ. Mình đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn mình người đàn ông như thế nào không? Chung thì ảnh cũng được chứ không đến nỗi xấu, cao hơn em chút xíu. Điểm nào không thích ở người đàn ông? Em không thích những người mà hơi dê dê. Dê dê giống như ai bạn? Dê dê giống anh Nguyễn Linh. Cài là nó dính liền luôn hả?
Em chào anh Quỳnh Linh. Nói tụi gì? Dê. Dê dê dê. Anh thấy anh cũng hơi dê dê. Có không? Có. Có không? Mặt dê là sao? Em cũng biết, em nhìn vô em thấy dê à. Này tôi mới biết mặt anh Quỳnh Linh nhìn vô thấy dê. Mặt vô nhìn thấy dê à? Lạ rồi đó. Dạ. Không, chính là ông dê giờ là không sợ đấy em. Sao vậy anh? Nếu không dê là mệt. Đúng không? Dê thì dùng dê dừa dừa thôi mà dê quá em sợ. Anh là dê dừa dừa hay dê dữ? Thì em nói anh hơi hơi thôi chứ là không không là dê dữ đâu. Hơi hơi hả? Cũng lanh lắm. Lanh dễ sợ luôn mà biết sao không có bạn trai à. Mặt tôi dê chắc dạ. Mặt ông này cũng dê hơn nữa nè. Có đâu. Em được mọi người khen là hiền lành, đẹp trai, này thông minh nhất nhà. Đúng rồi. Mẹ em khen. Khen sao, khen sao? Dạ, dạ chào chị. Đẹp trai nhất nhà hả? Dạ đúng rồi, tại vì nhà em thì anh hai thì hơi xấu anh em một tí. Anh có với một em gái nữa nên là coi như là em đẹp trai nhất nhà. Coi như đẹp trai nhất nhà. Dạ vâng ạ. Cao mét mấy? À, em nghĩ là chắc cũng cỡ cỡ chị mét 62. Được không chị? Không được. Chiều cao, được. Nó hơi khiêm tốn một tí. Mỗi người bạn gái lý tưởng của bạn là sao? Mỗi người bạn gái lý tưởng của em hả? Công việc là không hút thuốc, không xăm mình. Xăm, ví dụ có xăm thì cũng xăm mấy cái hình mà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Chó này tráng thôi dù vậy. Dạ không có anh. Xăm vậy thì ghê quá. Với lại đừng có giang hồ quá. Dạy tiếng Anh hả? Dạ vâng. Biết hát tiếng Anh không? Dạ em biết hát bài ABC nhưng mà... Thôi hát thử đi ha. Dạ coi như bữa nay dạy lớp 1 đi. Anh Linh nó học lớp 1. Hát cho anh nghe một bản. Hai người chơi đúng không ta? 2, 3. A, B, C, D, E, F, G. Học S. À, trò học. Dạ, dạ thôi rồi, vậy được rồi. Mời mà anh vậy được là rồi. Vô, làm em, đi. Em giữ sức để lát nữa em hát cho với lại các bạn bên kia. À vậy à, hả? Dạ. Thì nói đại vậy đi. Khổ ghê vậy đó. Làm khó quá. Dạ dạ. Mình đâu làm khó bên kia đâu, qua làm khó lại. Đi mình ơi. Du. Xích đạp đi. À dạ thank you. Em quên, em quên. Thế tôi nói tiếng Anh giỏi không? Dạ. Phát âm thì cũng chuẩn đấy ạ. Cũng được đấy. Dạ. I have my self follow with you. Okay. So you will. Sao quên tốt. Hiểu không? Dạ không. Bởi nó tiếng Anh quá à. Tôi nói tôi chưa hiểu mà nó tên bài hát không à. Thôi, hôm nay bạn Nam có đi với ai không? Dạ, em đi với em trai của em ạ. Rồi, chúng ta sẽ nói chuyện với em trai bạn. Em trai anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Ừ. Em là em họ của anh Dương ạ. Em thấy chị gái bên kia thế nào? Ngoại hình thì ổn ạ. Còn tính tình thì nếu mà tiến tới hẹn hò thì sẽ tìm hiểu với nhau sau ạ. Thấy nhà anh có hay dẫn cô nào về không? Cái đấy thì em không biết ạ. Cái đấy thì cuộc sống riêng tư thì của mỗi người thì... Ai muốn dẫn sao dẫn hả? Anh hỏi khó quá. Em trai dạ, em có coi là rung em ạ. Rung quá. Rồi bạn nào nữ có đi chung với người thân không? Không, dạ, đi không. Mình ơn vậy đó. À, đi mình ơn luôn hả? Rồi, chúng ta kéo màn lên. Hai phút dành cho hai bạn, bắt đầu. À, chào em. À, quên. Anh có bóng hoa tặng em. Cảm ơn. À, em có thể nói lại cái tên của em khi nãy anh nghe chưa rõ. Dạ, em tên Thùy Duyên. À, Thùy Duyên. Dạ. À, em gái anh tên Thùy Dung. Chắc cũng có duyên. Dạ, chắc có duyên rồi đó. Anh là thầy giáo tiếng Anh hả? À, đúng rồi. Chắc em cũng đang tìm người dạy tiếng Anh đó. Anh quen mấy cô cũng nói là kêu anh dạy tiếng Anh. Dạy chưa được bao lâu thì em thấy... Đó, giờ anh lên đây ngồi, đâu biết rồi. Chắc tại mấy cô đó không biết cách á. Rồi, quê em ở đâu? Em ở Quảng Ngãi. Ây cha, có duyên với Quảng Ngãi quá. Ủa là sao, bồ cũ Quảng Ngãi luôn hả? Đi ra Quảng Ngãi lần nào chưa? Dạ chưa, cũng mong muốn là sẽ có dịp để ra. Nãy nhớ hứa với bà Mai gì không? Hát. À, nhớ rồi, em nhớ là em hát. Thì làm đi, rồi hát đi. Dạ. Người yêu ơi, cỏ mềm đã héo khô, mặt hồ lá xác xơ, những con đường vắng sương mờ. Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Thôi bài em có thể bài gì khác không? Thôi nói nhạc bây giờ nó cảm nhận về nhau đi. Tại vì nói thiệt là hơi bị nhát gái.
Và trước giờ là toàn mấy cô ấy làm quen trước, do đó nên là cũng không biết phải nói gì. Lady first. Em không biết tiếng Anh. Mấy cái khó nhường lady first, mấy cái ngon cái lụm trước. Tỏ tình thì phải nam làm trước chứ mời đi trước cái gì. Thế em thấy anh sao? Anh thấy em thấy anh thì cũng đẹp trai, cũng lý tính. À, hát là hay nữa. Mặt có dê giống anh Quỳnh Linh không? Không, mặt đỡ dê hơn. Rồi anh xin cảm ơn. Rồi con bán đi sao? Mặt này nó đỡ dê hơn mặt này. Tại vì thời gian tiếp xúc thì nó cũng chưa nhiều, do đó nên là cũng không thể nói được cái điều gì hết. Có gì thì lát nữa mình ra ngoài hẹn hò rồi đi cà phê, rồi có thời gian thì tìm hiểu từ từ rồi mình mới hiểu được nhau. Phải nói làm sao người ta mới bấm nút đồng ý thì mới đi uống cà phê được chứ. Ta không bấm nút lấy đâu đi uống cà phê. Dạ, được rồi. Nhưng mà chắc nếu mà ra ngoài chắc anh sẽ thích em nhiều hơn á. Câu đó hay nhất á, nếu ra ngoài anh thích, anh sẽ thích em nhiều hơn. Rồi, mời bạn để tay vào nút bấm. Chúng ta có 3 tiếng đếm đấy để suy nghĩ. Thầy giáo rất không là chững chạc ha. Dễ thương, đẹp trai. Một cô kế toán cũng vui vẻ. Hy vọng chúng ta sẽ tìm được trong ánh mắt nhau điều gì đó. Dạ. 3 2 1 Ủa em bấm rồi chứ. Được chưa em? Bấm chưa? Em bấm mày mấy lần nữa. Chúc mừng hai bạn. Mà sao vậy? Sao tự nhiên mới đếm có tới 2 rồi tự nhiên 2 người bấm nút hết trơn vậy? Dạ, tại vì để lâu quá sợ bạn sốt ruột. Cà phê thủng thẳng, cà phê gì mới 2 là bấm nút rồi. Mời hai bạn đi xem phim. Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Nhau hơn, xịt nước, xịt thơm miệng, thảo dược, relax. À, đi xem vâng, phim nhớ xịt. Chúc hai bạn có cho nó thơm miệng. Chúc hai bạn có được nhiều niềm vui trong cuộc sống. À, dạ vâng, hy vọng là hai bạn chị sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Cảm ơn chị. Cảm ơn hai bạn. Chương trình Bà Nguyễn Hò xin kính chào quý vị. Hồng Vân và Cụ Linh rất vui. Hôm nay sẽ tiếp tục làm bà mối ông Mai để kết nối những mảnh ghép của sự yêu thương, sự hạnh phúc trong cuộc sống này. Bà Nguyễn Hò xin cảm ơn nhãn hàng Son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp cặp đôi đầu tiên. Giữa hai người cuộc trò chuyện thì em thường em muốn lên trên. Giữ đúng chỗ rồi. Không, em không phải biết người đánh đâu, tại em mập có đánh lại người ta. Nên em nghĩ em chỉ gào lên rồi gào lên. Sao em trai? Em thích. Xin mời gia đình bên nhà nữ. Wow. Trời đất ơi trời. Dạ dạ cảm ơn. Tất trời. Mời nhà trai. Chào em trai. Dạ. Ngồi đi em. Thôi bây giờ mình sẽ giới thiệu về mình cho hai bên cùng nghe cùng biết luôn nha. Mời đàn gái. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị em. Vân. Dạ chào quý vị khán giả. Em là Ngọc Hoa, em 26 tuổi, em là diễn viên tự do. À. Diễn viên đó nghe. Diễn viên hả? Đồng nghiệp của tôi đó nghe. Vậy là quen lắm nha. Rồi xin mời em trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Em tên là Trung Trương Tài, em năm nay 25 tuổi. Trung Trương Tài 25 dạ. tuổi, em làm công việc gì Tài? Dạ, em làm tài xế. Tài dạ. xế, em làm ở đâu? Dạ, em làm ở nhà bè. Nhà bè, quê em ở đâu? Dạ, em ở Sài Gòn luôn. Sài Gòn luôn? Dạ. Hoa làm diễn viên nhưng mà ở đâu Hoa? Dạ, em ở Sài Gòn luôn ạ. Rồi, sinh ra lớn lên tại Sài Gòn dạ, luôn. Dạ, dạ. Bây giờ em nói cho mọi người biết đi. Em có những thế mạnh gì? Ưu điểm của em là em khá là tự tin trên sân khấu, rất là dễ bắt chuyện. Kiểu như là em không có thể cuộc nói chuyện nó bị trì. Em nấu ăn ngon, cái đó là ưu điểm. Và em rất là duyên dáng nữa. Đó là cái ưu điểm của em. Thế thì cái tật xấu của em là gì? Khuyết điểm của em là em ngoài cái tự tin trên sân khấu nhưng mà em bị ngược lại là cái tự ti về ngoại hình. Em cứ thấy mập mập em cứ sợ là người ta sẽ không thích mình. Khi em hơi dữ. Dữ ở cấp độ nào? Ví dụ như giữa hai người cuộc trò chuyện thì em thường em muốn lên trên. Muốn lên trên. Thì cái lúc dữ nhất của em là em hét lên hay là em đập bàn, đập ghế hay là em thượng cẳng chân hạ cẳng tay? Không, em không phải tiếp người đánh đâu, tại em mập có đánh lại người ta. Nên em nghĩ em chỉ gào lên rồi gào lên. Trời đất ơi, sao mà dữ vậy? Nghe thì bên đây cũng choáng rồi đó. Thôi em trai. Em thích.
thích hả? Trời ơi. Ủa sao em thích cái sự dữ dội đó? Buồn buồn em thích chọc cho chửi, thích chọc. Em rảnh quá, buồn buồn thích chọc ta chửi vậy đó hả? Cũng hay. Đó là bên đó tật xấu vậy. Còn em, điểm mạnh điểm yếu gì? À, em điểm mạnh thì em có thể nấu ăn được, nấu mấy món mà đừng có khó quá. Rồi. À, gì nữa? Em rồi có tật xấu gì không? Dạ tật xấu thì cũng nhiều. Thí dụ? Sợ ma. Em có biết là cái người kế bên em là cái người sợ ma chúa ở cái đất chúa ở cái đất Sài Thành Hoa Lệ này không? Cái chuyện đó chị sẽ kể cho em nghe sau. Chuyện ma bỏ qua một bên. Em có thích những người phụ nữ có da có thịt không? À, có. Thích người phụ nữ đẹp hay là có duyên? Có duyên. Em nghĩ trong đầu em bạn gái em đó là phải như thế nào? Tính tình hiền, có lúc giữ đúng chỗ, biết nội trợ, lo cho gia đình. Có cần bạn gái phải cao dò dài tới nách không? À, không, mét 5 trở lên rồi. Chết cha. Sao, bây giờ bao nhiêu nè? Em mét 49. Mét 49 rồi, mình mất con phân rồi, giờ sao? Một phân gốc. Một thôi. Mang guốc. Mang guốc được không? Rồi. Chấp nhận đúng không? Tài có người yêu chưa? Dạ, có một mối tình. Một mối tình, mấy năm? Quen được một năm hơn. Năm hơn, sao chia tay? Dạ, tại hồi đó còn đi học á, không có điều kiện nên bị đá. Bị đá. Đá mạnh lắm không? Đá mạnh. Và đau cho tới bây giờ luôn hả? Một năm, năm hơn. Trời ơi, đau hơn năm luôn. Vậy đá mạnh lắm à. Từ đó đến nay là bao nhiêu lâu rồi? Dạ, 6 năm mấy. 6 năm mấy rồi, chưa có một cái người yêu thứ nhì. Anh 6 năm rồi, vậy chắc còn trai tân đó. Chắc còn trai tân á. Thì không biết đó. Em còn trai tân không á? Dạ. Còn. Trời ơi. Con thưa vậy em sao nè? Chuyện tình em sao nè? Dạ, em thì có hai mối tình nhưng mà mối tình dài nhất là 10 năm. Tại sao lại chia tay? Ai cũng nói là cứ cảm xúc là sẽ có tình yêu. Nhưng mà cứ dài nó sẽ không vượt qua chữ cơm áo gạo tiền. Mối tình 10 năm đó là mới chấm dứt lâu mau rồi. Dạ gần năm. Vậy thì bây giờ còn nhớ mối tình cũ gì không? Mình nói không nhớ là không đúng. Nghĩa là em vẫn nhớ nhưng mà cái đó cũng là một cái gì đó kỷ niệm và là một cái bài học cho riêng em. Bây giờ mẫu hình lý tưởng cái người bạn trai tiếp theo của em nghĩ là sẽ như thế nào? Em thích cao hơn em. Dạ vâng. Đó em là em cũng cao hơn em hết á. Em yên tâm đi. Cái bạn đó phải là tự lập thật tốt. Thứ hai là bạn đó phải đứng gia trưởng. Anh hỏi Tài nè. Thí dụ vợ là diễn viên đó, em có ghen không? Có chút hả? Chút. Em đi coi một vở kịch nào đó, đóng bộ phim đó, em thấy vợ của mình ôm một người khác. Cái đó là công việc nè. Ghen đúng chỗ hả? Công việc là không ghen đúng không? Dạ. Rồi vậy được rồi. Em đây trai dễ lắm. Ca này phải kiểm tra kỹ càng chút. Giờ bà mối muốn gì nói đi. Đàn trai ta đáp ứng được hay không? Rồi bây giờ em đang ở đâu nè? Dạ, em ở với ba mẹ. Cái gánh nặng kinh tế của em ở trong gia đình mình là em là người trụ cột hả? À, cũng có thể. Đi làm về là tiền đưa cho mẹ giữ hả? Cũng đưa mẹ một phần để lo tiền điện nước. Phải báo hiếu mẹ chứ, đúng không? Thực ra cái nghề tài xế thì thu nhập cũng thất thường. Có nhiều khi nhiều thiệt nhiều mà cũng có khi là hẻo, đúng không em? Thì bình quân như vậy một năm á thì em kiếm được bao nhiêu? Tại vì tính không có tính theo tháng. Ủa, được. Tính sơ nè. Lái trung bình tháng 7 triệu. Tiền này tiền kia á, này kia nếu mà ấy cũng được chục triệu. Chục triệu rồi. Chục triệu nếu mà lái thêm cũng được mười mấy. Năm 12 tháng được trăm mấy. Trăm mấy nếu mà ăn cơm nhà, cơm hộp này kia cũng còn dư 100. Được không? Ông làm nhưng mà từng đi làm rồi vậy. Trời ơi, biết hết chứ. Cũng thấp hơn xíu. Năm mình để dành được nhiêu nè? 90. À, 9. Năm dư 90 đó. Nhưng mà phải báo hiếu mẹ phân nữa. Dạ. Giờ sao? Báo hiếu thì em nghĩ là cái đó là rất tốt. Tại vì mình làm con mà. Tới cả em bây giờ mình vẫn cũng phải lo cho ba mẹ một phần nào. Bạn ghét nhất ở người đàn ông là cái điều gì? Em không thích người đàn ông lười biếng. Cái bạn đó cũng đừng có hiền quá mức. Phải có chính kiến chút xíu. Ông không thích đàn gái gì? Em không thích càm ràm. Càm ràm đó. Chết. Tính làm càm là không được, giờ không thích gì nữa. Hơi càm. Là thích, không thích là hiền quá. Hiền quá mà khi giữ đó. Yên tâm rồi gì nữa. Cũng hết. Hết rồi đúng không? Đó, vậy đó. Bây giờ mình nói bây giờ chuyện kinh tế tùm lum hết rồi. Rồi bây giờ để gia đình góp ý coi sao nha. Qua đi với ai qua? Dạ hôm nay em đi với bác và các bạn của em. Rồi ý kiến bác sao bác? Chào tất cả. Nếu mà cái duyên của nó tới thì nó sẽ tới. Bạn trai cũng được, cũng sáng sủa. Dạ, rồi. Bạn trai đi với ai vậy? Dạ em đi với ba, với mẹ, với cô. Rồi, xin chào dạ, cô chú, chào đại diện đàn trai. Dạ,
chào Quyền Linh với chào chị Hồng Vân, chào khán giả. Em là mẹ của Tài. Qua thì cô cũng thấy con vui. Đến đây là coi như là duyên rồi. Thì thôi hai đứa cũng cho nhau một cơ hội đi. Còn chuyện sau này thì tự hai đứa biết. Cảm ơn đàn trai. Bây giờ mở rào cho hai đứa gặp mặt đi. Mở rào. Dạ, chào anh. Thi quạt. Thi quạt. Anh Tặng, này là dâu chứ không phải hoa. Dạ. Anh muốn lát nữa em có thể bấm nút để về làm dâu cho má. Bấm nút để về làm dâu cho má. Thôi, nó cũng giải trí lắm chứ bộ. Em tặng anh bài hát được không? Nãy em mất cúp, em ngồi em nghĩ ra anh bài hát. Từ từ em nhớ đã. Chết quên nữa rồi, từ từ. Anh ơi có bao nhiêu mấy ai xinh như em, vừa ngoan lại vừa hiền, anh kiếm không đâu xa. Anh ơi mau mau về thưa với cha mẹ, mau mau rước về làm dâu. Làm gì anh nhìn em có một con mắt nữa xíu vậy? Xin đây nè. Gì trời ông này. Bây giờ chúng ta cảm nhận về nhau đi các bạn. Anh nói trước. Em nói trước. Lúc đầu em nghe nói chuyện á, cái mối tình trước của em thì em bị về cái cơm áo gạo tiền nhiều quá, và em gánh quá nhiều. Nên khi mà anh nói chuyện hồi nãy á, thì em nghĩ là hơi buồn xíu thôi, là kiểu như là chết rồi anh có đủ mà lo cho mình hay không. Nhưng mà em nghĩ là nên cho nhau một cơ hội. Anh vô thấy vậy. Dạ. Thấy em chào. Dễ thương, mỏm mỉm. Không, mà em thích. Mà em thích. Nhưng mà nói nghe nè, cái cặp này tôi thấy cái tên không là tôi thấy làm như là phát dương phát tướng rồi nha. Tài hoa cặp đúng không? Tài hoa. Em thấy là với một cái người mà bạn gái như vậy có thú vị không? Dạ. Thú vị ha. Trời ơi, chị còn thú vị nữa chứ đừng nói em. Mấy người mộng mỉm tao bên nhau lắm. Ông ngoại có hiền vậy không? Hay lên đây anh mới hiền? Tính từ đó giờ vậy, ít nói. Mà nói thiệt nha, 6 năm là chưa gì đúng rồi. Làm lẽ giờ về phải dạy nữa hả? Em biết về em dạy anh cái đó. Trời đất mẹ ơi, trời đất mẹ ơi. Dạ em hỏi, em nói đùa vui vậy thôi. Em tới đây em có một cái mục đích thực sự rõ ràng là em muốn một cái mối quan hệ mới. Và cái em đặt lên trên hết hàng đầu là người đó phải tài chính vững vàng. Ví dụ hôm nay anh chưa có thể, nhưng em muốn anh phải nói cho em nghe một cái kiểu, cái câu gì đó để em vững tin hơn. Anh có làm 4 cái câu thơ này. Cầm vô lăng anh vững vàng tay lái, chờ lên hàng anh nghĩ về tương lai. Cơm đường cháo chợ qua ngày tháng, gom tiền gửi hết vợ tương lai. Trời ơi, còn gì để mà nói nữa. Trời ơi. Dạ. Gom tiền gửi hết vợ tương lai. Trời ơi. Rồi bây giờ mình bàn cái chuyện quan điểm mỗi đứa đi. Quan điểm của anh là gì? Anh thì cần trung thủy, không có ỷ lại hai cái đó. Em thì em này em hỏi công việc của anh là mình chở hàng á anh. Mình chở hàng là chở cái gì anh? Anh đang làm tài xe tải thành thân á, chở dọn nhà đồ. Trời, phía chi quen anh sớm dọn nhà đổ tính tiền. Ghê. Là mình chỉ dọn nhà buổi sáng buổi chiều về anh. Mà tại vì em sợ là anh đi giờ khuya quá rồi em cũng ngược giờ với anh nữa. Nên là nếu mà mình đi làm buổi sáng nhiều, chiều về thì mình có thể dành nhau tin nhắn nhỏ, dẫn nhau đi chơi, đi ăn đồ, ok ha. Tin nhắn đó thì anh lúc nào cũng rảnh hết, lúc nào ngồi chạy xe mà nhắn cũng không được. Không được, không được. Chạy xe không được, cầm tin điện thoại, em đập luôn á. Đập luôn á. Không dữ quá. Dữ nhưng mà người ta gỡ là cười liền. Mà em nói đúng đúng không? Chạy xe không được, cầm điện thoại nhiều. Khi nào cần thiết thôi. Giận nhau thì ai xuống nước? Anh trả lời đi. Nếu mà em dữ quá rồi thì anh xuống anh bỏ đi. Bỏ đi rồi đi đâu? Anh đi một vòng ra đường. Ra đường cho xe đụng hay gì? Tự nhiên dẫn nhau ra đường cha. Em giận quá rồi sao nói chuyện nữa? Dẫn nhau năn nỉ hồi tôi quỳ à. Vân thấy là bấm được rồi đó. Dạ. Vân thấy là cho bấm nó để nói coi coi đứa nào thế nào nó biết hết trơn rồi cho nó
khỏe đi. Rồi lại tiến lại nắm tay của anh gái coi cảm giác. Hai người nắm tay nhìn nhau coi. Rồi nhìn cổ đi, nhìn thẳng vô mắt cổ. Em có mong muốn cô gái này là một nửa yêu thương của mình không? Dạ mong. Muốn phải bị mạnh lên coi. Tôi muốn đó. Tôi muốn. Anh ta bấm cho rồi đi. Cãi đứng cho nó chơi vui mà. Bây giờ nếu giờ em la em, em sẽ làm gì? La em thì em nghe. Chịu rồi hả? Nếu giờ em nóng quá quýnh em làm gì? Quýnh em thì em đưa người cho quýnh. Trời ơi. Nó hiền thế thương ghê. Hiền gì đâu là hiền. Tùy em quyết định nha. Để đây. Tay nút bấm đi. Tay đây. Bấm luôn đi. Bấm đại đi anh ha. Bấm. Trời ơi, chúng bấm lẹ dễ sợ. Chúng không cần tới ông Linh đếm cái gì hết trơn. Rồi, trời. Nắm tay đi. Trời ơi là trời. Bây giờ nói với cô nè. Nói với mẹ, nói với ba. Nói với tất cả mọi người. À, xin phép cô cho quen với Hoa. Con hứa là sẽ dành thời gian nhiều cho Hoa. Rồi chăm sóc người. Kiếm tiền nữa. À, kiếm tiền nữa. Rồi kiếm tiền nữa. Qua con có điều gì nói với dạ, ba mẹ? Dạ con chào cho cô, chào chú, chào cô luôn ạ. À, con hôm nay con rất là vui khi được quen biết Tài ạ. Dạ con cảm ơn cô đã nhớ sao giờ run quá. Thực sự là rất là vui ạ. À, hai đứa con sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Nếu mà được thì con sẽ tiến tới hôn nhân và làm dâu của cô ạ. Bây giờ cái thủ tục hôn nhau đó, giờ đó bây giờ em Tài tự động tự chủ luôn đi. Tài à, em tự nữa hả? Chứ đợi giờ này chứng tỏ đi chứ ai làm gì đó, không có dạy đâu. Đại tân mà. Xin phép cô cho con hôn quà, cho hôn thiệt. Trời ơi, hôn giả hay gì vậy nè. Hôn nó lại một cái coi. Ủa em lại hả? Ừ. Trời em dễ dàng mà. Trời, nói chứ hai đứa dễ thương lắm á. Dùng sức bảo vệ cô gái này. Cô gái này cũng sẽ có những cái cách để có thể chia sẻ với em, để là em mạnh mẽ hơn trong cuộc sống thôi nha. Chúc hai đứa sẽ sớm nên duyên vợ chồng. Dạ. Những chiếc vé xem phim của Cùng Đập Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gần quận 3 đó, dẫn đi xem phim rồi trao đổi với nhau để yêu thương nhau nhiều hơn. Đây là sản phẩm hóa mỹ phẩm Amity, gồm trọn gói bộ sản phẩm gồm có nước rửa chén Amity, nước lau sàn Amity, nước rửa tay Amity và nước giặt xả Amity. Sản phẩm hóa mỹ phẩm này là những sản phẩm thân thuộc với môi trường, thân thiện với con người, sẽ nằm trong gia đình các bạn. Các bạn sẽ sử dụng một năm miễn phí tất cả bộ sản phẩm của Amity. Dạ. Nhưng mà nếu lấy nhau nha, nếu các bạn nếu lấy nhau đó, gửi tặng bạn nữ phần quà là son Yurika Nhật Bản sản xuất tại Hàn Quốc đến từ Love Shopping. Yurika là dòng son lì làm từ sáp ong, chứa nhiều dưỡng chất mềm mịn, không chứa chì, không gây khô môi, bền màu và lên màu chuẩn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chúc hai đứa hạnh phúc nghe. Dạ. Nha. Hy vọng rằng tình yêu của bạn sẽ phát triển theo đúng cái tên của hai đứa, Tài Hoa. Ôm Hoa. Xuống như hùng tùm lum đi.